Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 1. Chiến hồn đại lục lấy thực lực vi tôn, chỉ có người nắm giữ chiến hồn mới có thể bước vào con đường tu luyện, bằng không vĩnh viễn chỉ có thể làm một người bình thường, đồng thời mức độ mạnh yếu của chiến hồn cũng đại biểu cho tu sĩ đó có thể tiến bao xa. Chiến hồn tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm yếu nhất cửu phẩm mạnh nhất, lấy yêu thú, khí vật, thực vật làm chủ. Về phần người nắm giữ hỏa diễm, lôi điện các loại chiến hồn đặc thù thì cơ bản chính là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp. Tiêu Thành, Tiêu gia phủ đệ, Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm những bóng người lạ lẫm mà quen thuộc trước mắt, trên mặt một vẻ mờ mịt, mình rõ ràng đang ở nhà A làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Phế vật chính là phế vật, đây đã là lần thứ 9 thức tỉnh chiến hồn rồi vậy mà mém chút đem bản thân giết chết. Hơn nữa còn bị chiến hồn điện chủ động đá ra. Việc này đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy, quả nhiên không hổ là Tiêu Thành đệ nhất phế. Đâu chỉ Tiêu Thành đệ nhất phế mà còn là đệ nhất ngốc, ngay cả một chút giác ngộ cũng không có, bất luận kẻ nào đều chỉ có 3 lần cơ hội thức tỉnh chiến hồn, điểm thường thức ấy cũng không biết, cho dù chết cũng đáng đời. Tiêu Phàm nhìn thấy bóng người đứng bốn phía chỉ trỏ không khỏi nhíu mày, trong đầu vô số tin tức tràn vào. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ bản thân vậy mà trọng sinh vào trên người một thiếu niên trùng tên trùng họ, Tiêu Phàm. Nguyên bản Tiêu Phàm là thanh niên tốt thế kỷ 21 ở địa cầu, 20 mấy tuổi dựa vào y thuật do tổ tiên truyền xuống đã trở thành y học thánh thủ số 1 số 2 tại Hoa Hạ. Hắn có 2 cái sở thích, thứ nhất là cất giữ một chút đồ vật cổ quái kỳ lạ, thứ hai chính là nghiên cứu y thuật. Hắn vừa tình cờ mang về một khỏa thạch đầu cục đá kỳ dị. Lúc ấy trời trong vạn dặm lại vang lên tiếng sấm quỷ dị, nói đến quả thật trùng hợp, một tia sét kia vừa vặn bổ trúng đầu hắn. Lúc hắn tỉnh lại đã trọng sinh ở trên người thiếu niên Tiêu Phàm này, việc này mặc dù có chút cẩu huyết nhưng Tiêu Phàm lại không thể không thừa nhận, sự tình đã trải qua không thể nào thay đổi. Tiêu Phàm chính là phế vật của Tiêu gia danh phù kỳ thực người giống như tên, bắt đầu từ lúc thức tỉnh chiến hồn năm 7 tuổi cho đến hiện tại đã qua 9 năm, vậy mà không thành công lần nào. Lần này Tiêu Phàm thức tỉnh chiến hồn lần thứ 9, tiến vào chiến hồn điện lại ngoài ý muốn chết ở bên trong, nhờ thế hắn mới có cơ hội phụ thể trọng sinh. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cảm giác trong đan điền phát ra một cỗ hồn lực bàng bạc xông vào bên trong kinh mạch, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, tựa như đột phá một loại trói buộc nào đó. Ánh mắt Tiêu Phàm có chút ngốc trệ, kinh ngạc vô cùng, bên trong đan điền có một đạo hắc sắc hư ảnh, cảm giác giống như u linh. Tiêu Phàm biết rõ đây chính là chiến hồn mà hắn thức tỉnh. Về sau gọi ngươi là U Linh chiến hồn A, Tiêu Phàm trong lòng lắp bắp nói. Trong lúc lơ đãng, một đạo bạch quang lóe qua, tâm thần Tiêu Phàm lại rơi vào chỗ sâu trong đan điền có một viên đá màu trắng đang trôi nổi. Viên đá màu trắng tản ra một cỗ khí tức thần bí, tựa như ngay cả thần hồn đều sẽ bị hút vào trong đó. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi. Thiếu chút nữa thì hô lên, cái này không phải là viên thạch đầu kỳ dị trước đó hay sao? Tam thiếu gia đừng ở nơi đây tự làm mất mặt nữa, đi về đi. Đúng lúc này có một người áo đen tách đám người ra hướng về Tiêu Phàm đi tới, trong mắt đều là khinh miệt cùng xem thường. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Hắc Y lão giả, liếc mắt liền nhận ra hắn, hắn chính là tên quản gia một mực phụ trách sinh hoạt thường ngày của Tiêu Phàm, Tiêu Trung. Đồ phế vật, còn không đi. Thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, thần sắc trong mắt Tiêu Trung càng ngày càng băng lãnh, ngay cả xưng hô tam thiếu gia đều không gọi, trong lòng nổi giận mắng, thực không biết vì sao tộc trưởng đại nhân lại chiếu cố tên phế vật này như thế, tên này quả thật là sống chật chỗ chết chật đất. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, chậm rãi đứng dậy, con ngươi vô cùng băng lãnh, bản thân cỗ thân thể này mặc dù bị kêu là đồ bỏ đi suốt 9 năm. Nhưng tốt xấu vẫn là thiếu chủ của Tiêu gia, tôn tử của tộc trưởng Tiêu gia, há có thể để một tên hạ nhân nhục mạ. Hơn nữa, kiếp trước hắn vốn chính là một người cực kỳ cường thế, bằng không cũng không có khả năng một mình một tay dựng nên cơ nghiệp, ai nhìn thấy hắn cũng đều cung cung kính kính, lão bất tử này vậy mà vô lễ với hắn như thế, hắn không giận mới là lạ, ta nói ngươi là phế vật. Tiêu Trung cơ hồ gần từng chữ một, mảy may không đem tam thiếu hắn để trong mắt. Một tên phế vật không cách nào thức tỉnh chiến hồn, trong gia tộc căn bản không có bất kỳ cái gì địa vị gì. 3. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trên mặt Tiêu Trung xuất hiện 5 dấu tay màu đỏ rực rõ ràng. Một tát này không chỉ đem Tiêu Trung đánh cho hồ đồ mà còn đem những người khác dọa cho thất điên bát đảo,
hiện tại tên phế vật này cũng dám động thủ với quản gia. Quan trọng là tốc độ của Tiêu Phàm vừa rồi đều làm cho bọn hắn nhìn chân chối. Tiêu Trung dù sao cũng là chiến linh trung kỳ, hắn lại bị một tên ngay cả chiến hồn đều chưa thức tỉnh tát cho một cái. Chẳng biết tại sao trong lòng mọi người đều dâng lên hàn ý, ánh mắt Tiêu Phàm vừa rồi làm tim bọn hắn đập nhanh một trận, hắn như hoàn toàn trở thành một người khác vậy. Chiến hồn thức tỉnh, U Linh chiến hồn làm cho ta trong nháy mắt đột phá đến chiến linh trung kỳ, tên này trong thời gian 9 năm mặc dù được xưng là phế vật nhưng vẫn kiên trì tu luyện, sức mạnh và tốc độ của cổ thân thể này rất nhanh đã thích ứng được với năng lực chiến linh trung kỳ. Tiêu Phàm trong lòng cũng rất kinh ngạc. Tốc độ vừa mới bộc phát rõ ràng so với chiến linh trung kỳ bình thường nhanh hơn rất nhiều, khó trách Tiêu Trung cũng không kịp chuẩn bị. Làm nô tài phải có bộ dáng của nô tài, chủ tử đánh ngươi một cái, trong lòng ngươi nên cảm kích mới phải. Tiêu Phàm lạnh lùng trừng Tiêu Trung, hắn chuẩn bị phất tay áo đi. Đứng lại, Tiêu Trung phẫn nộ kêu lên, ngươi cài đồ con hoang này, phế vật đi không ai nuôi, ngươi dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai không? Tiêu Phàm không nói. Từng bước một đi về hướng Tiêu Trung, con người đen kịt vô cùng băng lãnh, kiếp trước thân nhân hắn mất sớm, một kiếp này hắn vẫn không có gặp qua cha mẹ mình. Lời nói của Tiêu Trung không thể nghi ngờ đã động đến nỗi đau trong lòng của Tiêu Phàm, cũng làm lửa giận trong lòng hắn nổi lên. Tiêu Trung nhìn thấy con người đen kịt của Tiêu Phàm đang bộc phát khí thế, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, ánh mắt đáng sợ kia của Tiêu Phàm giờ phút này nào giống một kẻ phế nhân. Người bất quá là một tên phế nhân. Lẽ nào ta còn sợ ngươi sao? Tiêu Trung lấy dũng khí, sau lưng hắn đột nhiên hiện lên hư ảnh một đầu hắc lang đang há to cái miệng như chậu máu cắn tới hướng Tiêu Phàm. Nhất phẩm chiến hồn hắc phong lang, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, ý nghĩ hơi động, sau lưng đột nhiên hiện ra một đạo hư ảnh đen kịt, một cỗ hàn khí cuồng bạo xuất ra. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm cảm giác lực lượng toàn thân tăng vọt, trong lòng kinh ngạc, mức độ cường đại của U Linh chiến hồn vượt qua hắn dự liệu. Tinh khí thần của hắn trong nháy mắt tăng đến cực hạn, cho dù chiến linh hậu kỳ, thậm chí chiến linh đỉnh phong giờ phút này Tiêu Phàm cũng dám chiến một trận. U Linh chiến hồn ngưng tụ thành một cái lợi chảo to lớn hướng về hắc phong lang gào thét đến, móng vuốt sắc bén dị thường, hư ảnh hắc lang đột nhiên tan vỡ hóa thành một trận hắc vụ tiêu tán trong hư không. Tiêu Trung hét thảm một tiếng, máu tươi trong miệng phun ra, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Chiến hồn, đám người kinh hãi nhìn bóng đen sau lưng Tiêu Phàm, da đầu có chút tê dại, tên này không phải phế vật sao? Làm sao có thể thức tỉnh chiến hồn cường đại như thế? Tiêu Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Trung, khinh thường nói, ta biết ngươi là ai, không phải là một con chó sao? Đê ổng một cái liền cắn chủ tử, lưu ngươi lại làm gì? Hắn là một con chó, nhưng cũng là chó của Tiêu Thiên ta, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ nhân. Chó của ta khi nào đến phiên phế vật ngươi đến giáo huấn? Đột nhiên từ phía sau đám người truyền đến một đạo âm thanh. Đám người vừa nghe đến cái tên Tiêu Thiên này đều lộ ra vẻ kính sợ, tự giác tách ra một con đường, chỉ thấy một người nam tử mặc bạch sắc cừu bào đi thẳng tới. Hắn mặc một bộ áo bào màu trắng mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc quan, tư thế hiên ngang, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vũ động càng là làm nổi bật lên khí chất siêu phàm thoát tục. Người tới chính là Tiêu gia đại thiếu gia, Tiêu Thiên, cũng là đệ nhất thiên tài Tiêu gia hiện tại, nắm trong tay tứ phẩm chiến hồn truy phong lang, hắn hiện tại 18 tuổi đã là cảnh giới chiến sĩ hậu kỳ. Trong thế hệ trẻ cùng tuổi bên trong Tiêu Thành cơ hồ không có địch thủ. Cảnh giới tu luyện của chiến hồn đại lục từ thấp đến cao được chia thành, chiến linh, chiến sĩ, chiến sư, chiến tôn, chiến tông, chiến vương, chiến hoàng, chiến đế, chiến thánh các loại. Về phần chiến thần cơ hồ chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết, chiến hồn đại lục rất nhiều năm qua chưa từng nghe nói qua. Trong đó mỗi một cảnh giới lại phân làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong bốn tiểu cảnh giới. Toàn bộ Tiêu Thành, chiến tôn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần chiến tông, trừ phi nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn, bằng không liền không có khả năng trở thành chiến tông. Cũng khó trách Tiêu Thiên ngạo khí như thế, Tiêu Thành chỉ là một tòa thành nhỏ ở biên hoang. Mạnh nhất cũng chỉ là tứ phẩm chiến hồn, người nắm giữ tứ phẩm chiến hồn trong Tiêu gia đều cực kỳ thưa thớt, mà Tiêu Thiên chính là trong những người ít ỏi đó, hắn chỉ cần không vẫn lạc liền có thể trở thành cường giả chiến tôn. Thậm chí có tin đồn Tiêu Thiên trong tương lai chính là Tiêu gia gia chủ. Đại thiếu gia, ngài nhất định phải thay tiểu nhân làm chủ a,
tiểu nhân là chó của ngài làm sao có thể để ngoại nhân khi dễ. Nhìn thấy Tiêu Thiên đến, Tiêu Trung đột nhiên tỉnh lại, ôm đùi Tiêu Thiên bắt đầu khóc giống lên. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Trung, tên gia hỏa vừa rồi lại giả chết, và lại giả vô cùng giống, bây giờ lại còn làm ác nhân cáo trạng trước. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không khách khí trừng mắt lạnh lùng nói, quản tốt chó của ngươi, không nên thả ra để nó tùy tiện cắn người. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người rời đi, hắn đối với chiến hồn của chiến hồn đại lục cảm thấy cực kỳ hứng thú, hắn muốn biết tình trạng hiện tại trong cơ thể của mình. Hơn nữa hắn vừa mới thức tỉnh chiến hồn chỉ là chiến linh trung kỳ, Tiêu Thiên lại là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, sớm đã là chiến sĩ hậu kỳ, hắn sẽ không ngốc đến mức ứng đối cứng cùng Tiêu Thiên. Ta cho ngươi rời đi sao? Tiêu Thiên lạnh lùng một tiếng, lách mình chặn trước người Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Chó khôn không cản đường. Tiêu Phàm biết rõ tên này hôm nay chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đã như vậy thì liền cường thế đối mặt. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm cảm giác hổ khẩu một trận đau nhức, không đợi hắn phản ứng một cái nắm đấm trùng điệp nện lên bộ ngực hắn, ngũ tạng lục phủ chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn lui lại mấy bước, quỳ một chân xuống đất, hai mắt đỏ bừng, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy, gân xanh trên trán như là tiểu trùng ngo ngoe. Tiểu tạp trùng, người dám mắng ta là chó. Con người Tiêu Thiên vô cùng băng lãnh, ánh mắt lóe sát khí. Tiêu Phàm che ngực gian nan đứng dậy, hắn rốt cuộc biết chiến linh trung kỳ chênh lệch với chiến sĩ hậu kỳ, khác biệt như trời với đất, hắn thậm chí còn không thấy Tiêu Thi xuất thủ thế nào. Tiêu Thiên người cũng là dựa vào cảnh giới để đè người, nếu là cùng giai, ta giết ngươi như giết chó. Tiêu Phàm giữ tợn cười một tiếng lau máu nơi khóe miệng, không có mảy may nhượng bộ. Ngươi là đang nằm mơ à, chỉ bằng phế vật ngươi cũng dám so sánh với đại thiếu. Tiêu Trung không nghĩ tới Tiêu Phàm dám nói chuyện như thế với Tiêu Thiên, không khỏi trào phúng lên. Tiểu tạp chủng, hôm nay ta không chấp nhặt với ngươi, nếu như ngươi thật có gan thì niên hội gia tộc một tháng sau liên gặp nhau trên đài, ta chờ ngươi. Gặp Tiêu Phàm không nói, Tiêu Thiên híp mắt cười lên, khoát tay một cái nói, chúng ta đi. Đại thiếu, ngài chậm một chút. Tiêu Trung hấp tấp theo sau lưng Tiêu Thiên, quả thực giống như một đầu chó xù. Phế vật chính là phế vật, ngay cả một quyền của đại thiếu cũng đỡ không nổi, một tháng sau đoán chừng đại thiếu đã đột phá chiến sĩ đỉnh phong, phế vật này vừa mới thức tỉnh chiến hồn, liền tự cho rằng bản thân tài giỏi, đợi đến lúc đó đại thiếu một cái ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Nói không đúng sao, hôm nay vận khí phế vật này tốt, đại thiếu tâm tình không tệ, bằng không đại thiếu không chỉ đánh hắn thổ huyết, mà cho hắn chỉ ít nửa năm không rời được giường. Đám người nghị luận, ánh mắt cùng nhau tụ tập trên người Tiêu Phàm, tràn ngập châm chọc và khinh thường. Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, con người sắc bén vô cùng, trong lòng kiên định nói, yên tâm, niên hội một tháng sau ta sẽ tham gia, đến lúc đó ta muốn đem thiên tài trong miệng các ngươi trà đạp ở dưới chân. Trở lại chỗ ở rách dưới của bản thân, Tiêu Phàm cau mày ầm nghĩ thiếu niên Tiêu Phàm mặc dù là một đồ bỏ đi. Nhưng dù gì cũng là Tiêu gia tam thiếu, cái địa phương này còn không bằng ổ chó. Hắn đối với thiếu niên Tiêu Phàm này ngược lại có chút bội phục, không cha không mẹ, bắt sống một mình từ lúc 7 tuổi, khi đó vẫn chỉ là một đứa bé, thật cây ếch biết làm sao hắn có thể sống đến bây giờ. Thế giới này thực sự là tàn khốc a, thực lực phi tôn, căn bản không hề nói đến bất kỳ tình thân nào. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua vẻ khinh miệt. Sau đó hắn liền bắt đầu tu luyện. Muốn chuẩn bị cho niên hội một tháng sau của gia tộc, đệ tử tu luyện bên ngoài đến lúc đó đều sẽ trở về, rất nhiều người nhất định sẽ vũ nhục hắn. Mới vừa rồi bị Tiêu Thiên một kích đánh bay, Tiêu Phàm cũng minh bạch mình cùng Tiêu Thiên có chênh lệch khá lớn, trong một tháng đột phá cảnh giới chiến sĩ vẫn không đủ, thời gian đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Đêm tịch mịch như nước, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trong căn phòng rách dưới, sau lưng hắn một đạo hắc sắc hư ảnh hoàn toàn hòa vào bên trong đêm tối. Đó chính là U Linh Chiến Hồn. Tiêu Phàm phát hiện thời điểm sử dụng U Linh Chiến Hồn, toàn thân tinh khí thần đều sẽ tăng lên tới cực hạn, hắn tốc độ tu luyện cũng tăng lên gấp bội. Liên tục sử dụng U Linh Chiến Hồn đối với hồn lực của hắn tiêu hao cực lớn, bất quá hắn vẫn một mực kiên trì, nếu ông trời đã cho hắn cơ hội trọng sinh, hắn tự nhiên muốn hảo hảo sống tốt một lần. Thiên địa linh khí cuồn cuộn mà chảy vào bên trong đan điền, bạch thạch tỏa ra quang mang yếu ớt. Thương thế trong cơ thể nhanh chóng phục hồi như cũ, bạch thạch thần bí kia đối với trị thương lại có trợ giúp rất lớn, điều này làm Tiêu Phàm ngạc nhiên vô cùng.
Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, thiên địa linh khí liền rót vào cơ thể hắn, ngưng tụ thành hồn lực càng to lớn, so sánh với hồn lực trước đó càng thêm tinh thuần. Mặc dù hồn lực tiêu hao rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm rõ ràng cảm thụ được khí tức bản thân đang không ngừng mạnh lên. Tiêu Phàm hô hấp đều đặn, hơi thở tinh tế, sắc mặt bình tĩnh tường hòa, hồn lực trong cơ thể không ngừng lưu động rửa sạch gân cốt cùng kinh mạch. Lúc này thân thể hắn giống như một cái động không đáy điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh, sau một hồi cỗ khí tức này mới hài hòa trở lại. Đôi mắt hắn từ từ mở ra, một tia tinh quang lóe lên rồi biến mất, hắn chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, trong một đêm hắn liên tiếp đột phá, bây giờ đã là chiến linh hậu kỳ. Bất quá hắn còn chưa có ý định dừng lại, chiến linh cảnh chỉ mới là nhập môn tại chiến hồn đại lục, tiêu thiên cũng không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Cường giả chân chính thân lượn cửu thiên, hô phong hoán vũ, đó mới cảnh giới chân chính mà hắn hướng đến. Sau khi Tiêu Phàm tỉnh lại cũng đã đến giữa trưa ngày hôm sau, hắn hít một hơi tự nhủ, đột phá chiến linh cảnh hậu kỳ cũng nên đi chiến kỹ các chọn lựa chiến kỹ. Chiến kỹ các, hậu nhân Tiêu gia thức tỉnh chiến hồn đều có thể đi vào, tuy nhiên chiến kỹ bên trong đều vô cùng bình thường, tuyệt học chân chính dĩ nhiên không thể nào để ở đây. Huống chi lấy tu vi chiến linh hậu kỳ của Tiêu Phàm cũng chỉ có thể quan sát một chút chiến kỹ bí tịch phổ thông mà thôi. Xin chào đại trưởng lão. Bên ngoài chiến kỹ các, tại cửa ra vào có một lão giả tóc trắng đang ngồi xem một quyển sách đến nhập thần, người Tiêu gia tiến vào chiến kỹ các đều cung kính chào hỏi hắn. Tiêu Phàm đi tới cửa chỉ muốn tìm hiểu một chút nhưng mà lão giả tóc trắng lại trực tiếp ném cho Tiêu Phàm một tấm thẻ bài bằng gỗ, nói, ngươi có thể chọn ba loại chiến kỹ rồi đem ra đây đăng ký. Đa tạ đại trưởng lão, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, tiếp nhận tấm bảng gỗ đi vào chiến kỹ các. Chiến kỹ các có 3 tầng, Tiêu Phàm rất kinh ngạc phát hiện tàng thư ở Tiêu gia đúng là không ít, tầng thứ nhất có 3 hàng giá sách, mỗi một hàng đều có đến mấy trăm bản thư tịch. Đọc lướt qua vài bản thư tịch liền trực tiếp đặt xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, những thứ này đều không phải chiến kỹ A, chắc chiến kỹ đặt ở tầng 2. Thư tịch ở tầng 2 chiến kỹ các không nhiều. Cũng chỉ có chừng 100 quyển, Tiêu Phàm hồn lực đảo qua cuối cùng rơi vào một quyển chiến kỹ nhị phẩm tên Mê Tung Bộ. Mê Tung Bộ, chiến kỹ thân pháp nhị phẩm, tổng cộng chia làm tứ trọng, luyện tới đỉnh phong, quỷ ảnh Mê Tung. Tiêu Phàm mở ra thư tịch, trong miệng thì thầm vài câu. Đối với chiến kỹ hắn cũng biết một chút, công pháp ngoại trừ chia thành cửu phẩm còn phân thành các loại công pháp như công kích, phòng ngự, trị liệu, thân pháp. Mê Tung Bộ này chính là một loại chiến kỹ về thân pháp, nhị phẩm mặc dù không quá mạnh nhưng chiến kỹ trị liệu cùng chiến kỹ thân pháp đều là thập phần thưa thớt, cho nên quyển nhị phẩm Mê Tung Bộ này cũng coi như hiếm thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chọn nó vậy, thân pháp chiến kỹ so với phòng ngự chiến kỹ càng thêm khó có được, tiếp theo lại chọn một bộ chiến kỹ công kích và một bộ chiến kỹ phòng ngự vậy. Còn chiến kỹ trị liệu xem chừng cả tòa tiêu thành này cũng chẳng có. Tiêu Phàm âm thầm trầm tư nhanh chóng lật xem bí tịch, hắn đem toàn bộ nội dung Mê Tung Bộ ghi nhớ vào trong đầu. Cũng có lẽ là bởi vì quá mức chú tâm nên bất chi bất giác đã khởi động U Linh Chiến Hồn, sau một nén nhang Tiêu Phàm đột nhiên tỉnh lại, dưới chân vừa động ngay lập tức tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở một nơi khác, hồn lực trong người lập tức tiêu hao 1/3. Tiêu Phàm ngốc trệ tại chỗ, lắp bắp nói, không thể nào, đã luyện đến đệ tứ trọng. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, tu luyện nhị phẩm chiến kỹ đối với những cường giả mà nói thì rất đơn giản, nhưng hắn chỉ là chiến linh hậu kỳ, tu luyện nhị phẩm chiến kỹ nhất định sẽ có chút khó khăn. Nhưng lúc này mới qua bao lâu, hắn lại đem chiến kỹ nhị phẩm, Mê Tung Bộ luyện đến đệ tứ trọng, nếu như không phải chính hắn vừa mới thi triển thì hắn còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ. Chẳng lẽ ta chính là kỳ tài võ học trong truyền thuyết? Gặp qua một lần liền nhớ, vô sự tự thông. Tiêu Phàm trong lòng có chút tự luyến, mắt lộ ra tinh quang nói, thử lại thử một lần nữa. Tiêu Phàm lại chọn lựa một loại chiến kỹ công kích nhất phẩm, tam trọng lãng có tam trọng, luyện đến tầng thứ 3 liền có uy thế như sóng biển. Nhưng thời gian lần này lại vô cùng ngắn, chỉ vẻn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ mà hắn đã tu luyện tới tầng thứ 3, mỗi một chi tiết đều được hắn xem xét cực kỳ kỹ lưỡng, thậm chí còn có một chút lĩnh ngộ mới. Mặc dù hắn đã có phỏng đoán nhưng vẫn bị chấn kinh như cũ, ánh mắt hắn lại quét về các chiến kỹ khác trên giá sách, trầm ngâm nói, ở đây có hơn 100 bộ chiến kỹ, ta hiện tại không có thời gian luyện thành tất cả,
trước tiên ghi nhớ nội dung sau đó ra ngoài từ từ luyện vậy. Phá Lãng Thủ, Thanh Phong Đao Quyết, Phi Hồng Thất Kiếm, Kim Cương Chỉ. Hơn 100 loại chiến kỹ, quyền pháp có chừng 50 loại, kiếm pháp cùng đao pháp có nhiều hơn 20 loại, thối pháp cùng trưởng pháp cũng có 7-8 loại, ít nhất chính là chỉ pháp, chỉ có 4 loại. Phá Lãng Thủ, bàn tay nhất định phải cương nhu dung hòa mới có thể đạt tới cảnh giới lấy nhu thắng cương, Thanh Phong Đao Quyết yêu cầu rất cao đối với lực lượng cùng thân pháp. Chỉ có 5 chiêu thế nhưng mỗi một chiêu đều cần có lực lượng bá đạo cùng thân pháp nhẹ nhàng phối hợp. Phi Hồng Thất Kiếm yêu cầu bản thân phải có tốc độ cực cao bằng không căn bản không thể thi triển ra được uy lực. Tiêu Phàm nhớ kỹ những chiến kỹ này trong lòng lại càng chờ mong, nhưng nửa ngày sau đó hắn cũng chỉ chọn được thêm 10 bản chiến kỹ nữa mà thôi. Vô Tận Chiến Điển, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào một bản bí tịch cực kỳ cũ nát ở chỗ thấp nhất trên giá sách. Mở ra xem, Tiêu Phàm nhíu mày, bí tịch này không có giới thiệu cái gì, chỉ có miêu tả chiêu thức, nhìn qua vô cùng đơn giản. Nếu như không phải danh tự tương đối bá khí thì Tiêu Phàm cũng không thèm nhìn một cái. A, Tiêu Phàm mém chút kêu lên thành tiếng, vào lúc ánh mắt của hắn nhìn vào Vô Tận Chiến Điển liền phát hiện một điều quỷ dị, tranh minh họa giống như sống lại, những bức tranh như đang diễn luyện trong mắt hắn. Tiêu Phàm lắc lắc cái đầu, tưởng mình xem nhiều chiến kỹ quá nên bị mờ mắt, thầm nghĩ, chiến kỹ này khẳng định không đơn giản, muốn mang ra ngoài xem ra có chút phiền phức. Vạn nhất không được vậy phải nghĩ biện pháp sao chép lại. Hắn lên tầng 3 nhìn một chút cũng không còn thấy thứ gì hấp dẫn nữa liền cầm bí tịch Vô Tận Chiến Điển đi tới chỗ đại trưởng lão để đăng ký. Vô Tận Chiến Điển, ngươi chọn bản chiến kỹ này. Đại trưởng lão nhíu mày, Vô Tận Chiến Điển này nhiều năm như vậy đều bị phủ đầy bụi bặm ngươi lẽ nào không hoài nghi ư? Người khác không cách nào tu luyện, ngươi cảm thấy ngươi có thể sao? Ta cho ngươi một cơ hội nữa vào chọn lại 3 quyển bí tịch khác, tránh làm lãng phí thời gian tu luyện của ngươi. Tiêu Phàm biết rõ đại trưởng lão có ý tốt, cung kính thi lễ, ngữ khí thập phần kiên quyết nói, đại trưởng lão, ta muốn chọn bản bí tịch này. Đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm tự tin như vậy, lại lắc lắc đầu nói, nếu ngươi đã không nghe ta khuyên bảo vậy ta cũng không còn gì để nói, bản sách nát này không cần đăng ký, ngươi cầm đi đi. Tiêu Phàm sững sờ. Vội vàng nói, đa tạ đại trưởng lão. Tiêu Phàm thu hồi Vô Tận Chiến Điển rời đi chiến kỹ các, trong lòng nghi ngờ không thôi, bất quá rất nhanh liền bị kích động thay thế. Đại trưởng lão nhìn theo thân ảnh Tiêu Phàm đang biến mất, thở dài nói, người tu luyện Vô Tận Chiến Điển đến cuối cùng đều đem mình luyện đến điên điên khùng khùng, người cầm đi cũng được, tốt nhất là đừng trả lại. Tiêu Phàm tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của đại trưởng lão. Hắn đắc ý ôm Vô Tận Chiến Điển trở lại trong sân liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. So sánh với chiến kỹ khác thì Vô Tận Chiến Điển này xác thực quỷ dị hơn, trong một đêm hắn đều không hiểu, bất quá hắn cũng không phải không có thu hoạch được gì, hắn cảm thấy như hiểu như không. Nếu là chiến kỹ khác, hắn đã sớm thành thạo rồi, còn nếu không hiểu, hắn cũng dứt khoát mặc kệ, thời gian còn có không đến một tháng, gia tộc niên hội sắp đến. Đối với Tiêu Phàm mà nói điều quan trọng nhất hiện tại là nâng cao thực lực lên. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm mang theo một chuôi kiếm thép, chuẩn bị một chút lương khô, mang theo Vô Tận Chiến Điển hướng Thâm Sơn bên ngoài Tiêu Thành mà đi. Lạc Nhật Sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, các dãy núi hàng năm đều bị mây mù che khuất phiêu miểu vô cùng, thiên địa linh khí cũng mong manh đến cực điểm, tu luyện ở đây hiệu quả vô cùng kém. Nơi này so với tưởng tượng lại càng nguy hiểm hơn nhiều. Trong dãy núi có rất nhiều hồn thú, còn là hồn thú có chiến lực cực kỳ cường đại, ngay cả cường giả chiến tôn đều vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên cũng bởi vì như thế mà nơi này cũng là một nơi lý tưởng dành cho tu sĩ, rất nhiều cường giả tiến vào nơi đây săn giết hồn thú để lấy hồn tinh bên trong. Hồn tinh là tài nguyên trọng yếu để tu sĩ tu luyện trên chiến hồn đại lục, bên trong hồn tinh ẩn chứa hồn lực, hấp thu hồn lực bên trong hồn tinh là con đường nhanh nhất để tăng lên hồn lực. Uống. Bên trong Lạc Nhật Sơn mạch truyền đến tiếng hét của Tiêu Phàm, chỉ thấy hắn xông ra như là mãnh hổ, vung quyền đánh lên một tảng đá lớn. Rầm, tảng đá kia liền bị đánh thành từng mảnh vụn. Tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch Tiêu Phàm liền bắt đầu tu luyện, Tiêu Phàm điên cuồng tu luyện, thoáng chốc đã qua mấy ngày. Sau khi tu luyện, Tiêu Phàm đã đạt tới chiến linh cảnh đỉnh phong. Uy lực của chiến kỹ nhị phẩm, Phá Lãng Thủ quả thực không tồi. Cương nhu hòa hợp cho dù không thi triển lực lượng chiến hồn cũng có thể tùy tiện đánh bại chiến linh cảnh đỉnh phong, nếu tăng thêm lực lượng chiến hồn thì cho dù chiến sĩ tiền kỳ ta cũng có thể đánh một trận. Tiêu Phàm nhìn hai tay mình,
hài lòng cười một tiếng. Trong mấy ngày nay hắn đã tu luyện thành công 18 loại chiến kỹ khác nhau, trong đó có 6 loại nhị phẩm chiến kỹ, 12 loại nhất phẩm chiến kỹ, nếu người khác nghe thấy chắc chắn sẽ tưởng ngươi là người si nói mộng. Bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch không phải có hồn thú sao? Làm sao mấy ngày nay đến một con cũng không thấy? Tiêu Phàm cau mày tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đi được một đoạn, Tiêu Phàm cuối cùng cũng thấy được một đầu hồn thú, đó là một con hỏa linh điểu nhị giai sơ giai, hơn nữa có vẻ như nó bị thương nặng, nếu như không phải đang bay trên trời thì Tiêu Phàm cũng muốn so một trận với nó. Đột nhiên Tiêu Phàm dừng bước, hồn lực tản ra, lỗ tai rung động nhẹ nhẹ một cái. Là tiếng đánh nhau, hơn nữa hẳn là người cùng hồn thú đang chiến đấu. Tu giả cùng với người bình thường có khác biệt to lớn, đó chính là do tu luyện hồn lực nên ngũ giác cực kỳ cường đại, cho dù không dùng mắt nhìn cũng có thể phát hiện động tĩnh xung quanh, hơn nữa còn có thể tìm chính xác nơi phát ra tiếng động. Tiêu Phàm cẩn thận đi về phía phát ra âm thanh, thanh âm càng lúc càng lớn, lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Cách 3-40 mét có một con hổ màu đen giống như hắc ngọc, thân thể dài 4 mét uy phong lẫm lẫm khiến người khác có cảm giác bị áp bách. Hồn thú nhị giai đỉnh phong, hắc ngọc hổ. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra con hổ màu đen kia, thực lực của nó có thể so với chiến sĩ đỉnh phong, lấy thực lực hắn bây giờ hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Đối diện có 4 đạo thân ảnh, 2 nam 2 nữ, từ 4 phương 8 hướng vây công hắc ngọc hổ, thực lực 4 người này cũng không tính là cao, bất luận một người đều không có khả năng một mình chống lại hắc ngọc hổ. Nhưng 4 người này phối hợp hết sức ăn ý, xem ra đã cùng nhau luyện tập một thời gian, bằng không cho dù 4 người cũng chưa chắc có thể thu phục hắc ngọc hổ. Tô gia Tô Tuấn, Lâm gia Lâm Triều Dương, Tiêu Phàm hơi híp mắt, trong nháy mắt nhận ra hai người trẻ tuổi trong đó. Tên thiếu niên áo đen đại khái 17-18 tuổi, bên hông cắm một cây chủy thủ, cho dù không dùng vũ khí nhưng công kích của hắn vẫn là mạnh nhất trong 4 người, người này chính là Tô Tuấn. Lâm Triều Dương mặc hắc sắc trang phục, trong tay cầm một chuôi đại đao, lúc xuất lúc thu bức cho hắc ngọc hổ liên tục lùi về phía sau, tại trên người hắc ngọc hổ lưu lại vài đạo vết thương. Tô gia, Lâm gia và Tiêu gia chính là tam đại gia tộc ở Tiêu Thành, luận thực lực thì Tiêu gia là đệ nhất, nhưng hai đại gia tộc kia một mực liên hợp cùng một chỗ làm cho Tiêu gia cũng có chút kiêng kỵ. Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương chính là thiếu chủ của hai đại gia tộc này, cùng với Tiêu gia Tiêu Thiên được xưng là Tiêu Thành tam tiểu thiên tài. Chiến lực mà hai người biểu hiện ra lúc này đều chính là chiến sĩ hậu kỳ. Giống hắc ngọc hổ gào thét, hiện tại nó đã thấm mệt, móng vuốt sắc bén không còn uy hiếp được bọn Tô Tuấn. Nhị giai đỉnh phong nó bị 4 tên nhân loại áp chế, trong lòng biệt khuất vô cùng, mặc dù muốn chạy trốn nhưng đối phương căn bản sẽ không cho nó cơ hội. Chết đi, Tô Tuấn gầm lên một tiếng ánh mắt như điện, thân hình như là đại bằng, xông lên dùng một chưởng hung hăng đập vào đầu hắc ngọc hổ. Răng rắc. Một tiếng xương cốt vỡ ra, hắc ngọc hổ rên một tiếng, thân hình khổng lồ như con diều đứt dây bay ra ngoài. Tô huynh thật lợi hại, lấy thực lực bây giờ của ngươi đoán chừng ngay cả Tiêu Thiên cũng chưa chắc là đối thủ. Lâm Triều Dương cười cười, trong mắt lại lóe lên một tia quang mang hung ác nham hiểm. Lâm huynh khiêm tốn, một khỏa nhị giai hồn tinh này ta cần để đột phá chiến sĩ đỉnh phong, một viên tiếp theo liền thuộc về ngươi, như thế nào? Tô Tuấn thản nhiên nói. Ngữ khí dứt khoát, Tô huynh, ta cũng cần nó để đột phá chiến sĩ đỉnh phong, hay là vậy đi, ta lấy một khỏa này đột phá chiến sĩ đỉnh phong xong liền lập tức cùng ngươi đi tìm nhị giai đỉnh phong hồn thú khác. Lâm Triều Dương cũng không chịu thua, nhị giai đỉnh phong hồn tinh này bọn hắn phải phí rất nhiều công phu mới có thể đạt được, lại làm sao có thể dễ dàng buông tha như thế. Hơn nữa, nhị giai đỉnh phong hồn thú thập phần khó tìm, tại bên ngoài Lạc Nhật Sơn Mạch xem như hiếm thấy. Nhưng bên trong lại không thiếu, chỉ có điều lỡ như xuất hiện một đầu hồn thú tam giai thì sao? Trước mắt đã có một khỏa hồn tinh nhị giai đỉnh phong, là kẻ ngu mới bỏ qua. Lâm Triều Dương, ngươi không nên quên một kích cuối cùng là ta giết chết hắc ngọc hổ. Sắc mặt Tô Tuấn âm trầm bất định, viên nhị giai đỉnh phong hồn tinh này hắn nhất định phải có. Nếu như không có chúng ta hỗ trợ, ngươi có thể giết chết nó sao? Lâm Triều Dương lại nói, thân thể dường như muốn động thủ. Vào lúc này, trong bụi cỏ cách đó không xa có một đạo thân ảnh đang lặng lẽ tới gần thi thể hắc ngọc hổ, Tiêu Phàm cách hắc ngọc hổ chỉ có vài mét, lúc đầu còn làm cho hắn kiêng dè một chút, hắn tính quay người chuẩn bị rời đi nhưng lại không nghĩ tới Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương vậy mà chó cắn chó.
đây chính là chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Tiêu Phàm nín thở ngưng thần tận lực thu liếm khí tức, dùng một tay mò vào trong đầu của Hắc Ngọc Hổ. Lúc này, một khỏa tiểu tinh thạch hắc sắc to cỡ nắm tay xuất hiện ở trong tay hắn, đây chính là hồn tinh của hồn thú, ẩn chứa hồn lực khổng lồ, đối với việc tu luyện hồn lực có chỗ tốt cực lớn. Đồ vật tốt, có viên nhị giai đỉnh phong hồn tinh này ta có thể đột phá chiến sĩ sơ kỳ rồi. Tiêu Phàm trên mặt vui vẻ, lặng lẽ thối lui. Răng rác, thanh âm nhánh cây bị gãy vang lên, Tiêu Phàm thầm hô không tốt, quả nhiên đúng lúc này, bốn cặp mắt âm u quét đến làm Tiêu Phàm phát lãnh một trận. Tiêu Phàm biến sắc, chân đạp mê tung bộ xoay người chạy, đối diện với bốn tên chiến sĩ hậu kỳ, chắc chắn hắn không thể thủ thắng. Một tên tiểu tử chiến linh cảnh đỉnh phong cũng dám đoạt thức ăn trong miệng cọp. Tô Tuấn cười lạnh, nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, chân đạp một cái cả thân ảnh đều như một đạo kiếm quang bắn ra ngoài. Truy, Lâm Triều Dương cũng không chút do dự đuổi theo, hồn tinh nhị giai đỉnh phong rất chân quý, đồ vật tới tay làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhìn viên hồn tinh trong tay, Tiêu Phàm hít sâu một cái, thì thầm, đồ vật đã đến tay thì không có lý nào lại nhả ra. Sau đó quay đầu nhìn phía sau thấy nhóm bốn người Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương truy theo không bỏ, hai người kia giờ phút này đã nổi lên sát tâm, cùng thống nhất một lần nữa đối phó với ngoại nhân, về phần thi thể Hắc Ngọc Hổ đã sớm bị bọn hắn ném ra khỏi đầu rồi, so với hồn tinh thì thi thể của hồn thú lại không có đáng tiền. Cũng may nơi này là rừng rậm, nếu không thì không biết Tiêu Phàm đã bị giết bao nhiêu lần rồi. Mê tung bộ được thi triển đến cực hạn, trong rừng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, Tiêu Phàm lướt đi ngay cả một chiếc lá cũng không hề đụng phải. Bỏ mẹ rồi, hình như ta đang tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch A. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương hai cái gia hỏa này vì một viên hồn tinh bé xíu lại truy sát hắn không thôi. Sau nửa canh giờ Tiêu Phàm đã cực kỳ mỏi mệt, mê tung bộ là nhị phẩm chiến kỹ nên tiêu hao đối với hồn lực là rất lớn. Đây còn là dưới tình huống hắn đã khống chế cực kỳ chuẩn xác đối với hồn lực, nếu đổi lại là một tên tu sĩ chiến linh khác thì đã sớm bị hư thoát. Mà trong nửa canh giờ này tinh thần của hắn cũng căng thẳng đến cực điểm, không chỉ phải đề phòng bọn người truy sát mà còn phải đề phòng yêu thú nữa. Không được, nhất định phải lập tức bổ sung hồn lực, bằng không bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp. Tiêu Phàm thầm nghĩ, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào viên hồn tinh trên tay. Sau một khắc, Tiêu Phàm trực tiếp đem hồn thạch nuốt xuống, hồn lực trong cơ thể đột nhiên biến thành hồn lưu, dòng chảy hồn lực trực tiếp tiến vào bên trong kinh mạch của Tiêu Phàm. Hồn tinh nhị giai đỉnh phong chứa hồn lực đủ để bạo thể bất kỳ tên tu sĩ chiến linh cảnh nào dám hấp thu nó, điểm này Tiêu Phàm hoàn toàn chưa nghĩ đến, hắn chỉ cảm thấy đan điền giống như muốn nổ tung, truyền đến một trận đau đớn tê tâm liệt phế. Ngay tại lúc này U Linh chiến hồn đột nhiên động, điên cuồng cắn nuốt hồn lực bên trong đan điền. Điều trùng hợp là thân thể của Tiêu Phàm cũng vừa đạt đến cực hạn. Ầm ầm, âm thanh giống như một con sóng lớn xô vào bờ, hồn lực bên trong cơ thể Tiêu Phàm cuồn cuộn tựa sông lớn tràn ra, khí thế Tiêu Phàm trong nháy mắt đại tăng. Chiến sĩ sơ kỳ, khóe miệng Tiêu Phàm chảy ra một dòng máu đỏ, bất quá lại là cười bản thân cuối cùng đã cực đúng, một viên hồn tinh nhị giai đỉnh phong thật sự làm cho hắn đột phá lên chiến sĩ sơ kỳ. Bất quá hắn cũng phát hiện một sự tình kỳ quái. Chính là trong lúc U Linh chiến hồn hấp thu hồn lực dư thừa, vậy mà trở nên càng thêm thâm thúy, hơn nữa còn có từng tia hồn lực thẩm thấu ra không ngừng cọ rửa kinh mạch hắn. Loại tốc độ này rất chậm nhưng Tiêu Phàm lại chân thực cảm nhận được, nói cách khác, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang tu luyện, trong thời gian ngắn có lẽ không nhìn thấy hiệu quả nhưng nếu tích lũy theo năm tháng thì thế nào đây? Nghĩ đến điều này, Tiêu Phàm trong lòng kích động không nói nên lời. Vào lúc hắn đang suy nghĩ lại có một tiếng gầm của yêu thú vang lên. Ngao ô cách phía trước hơn 20 mét có một đầu cự lang cao 2 mét, dài gần 4 mét đang đứng chu lên, một đôi nhãn cầu huyết sắc lộ ra bản chất hung tàn, toàn thân nó huyết hồng giống như từng cây gai nhọn, trông hết sức sắc bén. Hắn đoán công kích và phòng ngự của đầu yêu thú này nhất định rất cường hãn. Tiêu Phàm vội vàng đình chỉ thân hình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, không phải chứ. Vừa mới may mắn đột phá chiến sĩ sơ kỳ vậy mà lập tức gặp phải tam giai huyết văn lang. Mặc dù hắn không biết thực lực đầu huyết văn lang tam giai này như thế nào, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được đầu huyết văn lang này so với Hắc Ngọc Hổ trước đó bọn Tô Tuấn giết càng cường đại hơn nhiều. Chênh lệch giữa tam giai hồn thú cùng nhị giai hồn thú giống như chiến sĩ so với chiến sư vậy. Tên khốn kiếp,
xem ngươi còn chạy đi đâu. Cũng đúng lúc này, tiếng mắng chửi của Tô Tuấn vang lên. Tình huống hiện tại quả đúng như câu trước gặp sói sau gặp hổ. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn, nhặt một cục đá ném về hướng Huyết Văn Lang. Hắn hai chân phát lực, dùng sức đạp một cái, thân thể lập tức đằng không mà lên, trong phút chốc liền trốn vào bên trong một bụi cỏ. Ngao Ô nhìn thấy có người dám khiêu khích nó, Huyết Văn Lang ngửa mặt lên trời gào thét, hai con mắt to như cái lồng đèn chứa đầy huyết tính nhìn về hướng đám người Tô Tuấn. Tam giai hồn thú Huyết Văn Lang. Vào lúc Tô Tuấn nhìn thấy Huyết Văn Lang thì hắn đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt châm chọc của Huyết Văn Lang, Tô Tuấn gian nan nuốt nước miếng một cái. Một đầu hắc ngọc hổ nhị giai đỉnh phong cũng đã khiến bọn hắn thập phần gian nan, huống chi là một đầu Huyết Văn Lang tam giai trước mặt, trong lòng hắn sớm đã đem tổ tông 18 đời của Tiêu Phàm ân cần chào hỏi 100 lần. Thiếu gia, chạy mau. Người nam tử bên cạnh Tô Tuấn khó khăn nuốt vài ngụm nước miếng, trong mắt có chút sợ hãi. Tô Tam, thay ta ngăn nó lại, ta nhất định sẽ không bạc đãi người nhà của ngươi. Thấy nam tử trung niên kia xông lên, Tô Tuấn gật đầu hài lòng. Tiêu Phàm cách đó không xa thấy cảnh này liền cười lạnh không thôi, nếu như có thể thì nam tử trung niên gọi là Tô Tam kia tuyệt đối sẽ chạy, chỉ là hắn một khi hắn chạy thì người nhà của hắn sẽ phải chết tuyệt không nghi ngờ. Huyết Văn Lang gầm nhẹ một tiếng, thân hình to lớn nhảy lên trực tiếp nhào về phía Tô Tam, ngay một tích tắc liền đã cắn nát đầu của Tô Tam. Đồ phế vật, ngay cả mấy hơi thở đều không chống đỡ nổi. Tô Tuấn tức giận mắng một tiếng sau đó cấp tốc lách mình biến mất trong rừng. Huyết Văn Lang thực lực mặc dù cường đại nhưng thân hình to lớn của nó lại hạn chế sự linh hoạt, vì vậy mà Tô Tuấn lúc này mới may mắn trốn. Tu sĩ cấp thấp thật đáng buồn, đều là chết đi một cách vô ích như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, hắn trong lòng có chút tiếc hận, vậy mà lại để cho Tô Tuấn trốn thoát. Đây đúng là một thế giới nhược nhục cường thực. Chỉ cần cảnh giới người yếu một chút liền sẽ trở thành pháo hôi cho người khác. Vừa nhìn một kích vừa rồi, Tiêu Phàm cũng nhận thức được sự cường đại của con Huyết Văn Lang tam giai này, tuyệt đối không phải yêu thú tam giai bình thường mà có thể chính là tam giai hậu kỳ, thậm chí tam giai đỉnh phong. Sau nửa ngày, Huyết Văn Lang chậm rãi lui về địa phương lúc trước, Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, một đầu hồn thú mặc dù có lãnh thổ riêng nhưng bọn chúng cũng rất ít khi ở lại đó quá lâu. Đột nhiên mắt Tiêu Phàm sáng lên, cái mũi ngửi ngửi, ánh mắt rơi vào một gốc thảo dược bên cạnh Huyết Văn Lang, cái nụ hoa của gốc thảo dược kia đã hơi mở, tùy thời liền có thể nở rộ. Long Tiên Thảo, nhìn thế này nhất định đã trên 100 năm rồi a. Tiêu Phàm chấn động vô cùng. Long Tiên Thảo mặc dù chỉ là thảo dược tứ phẩm, nhưng lại là chủ dược của rất nhiều loại thuốc khác, trong Lạc Nhật Sơn mạch cũng thập phần hiếm thấy, một gốc 100 năm này lại càng cực kỳ hiếm. Nếu đem đi bán thì giá trị ít nhất cũng được mấy vạn hạ phẩm hồn thạch, đủ để hắn tu luyện cho tới cảnh giới chiến sư. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết có tam giai Huyết Văn Lang thủ hộ ở đây thì hắn căn bản không thể nào lấy được tứ giai Long Tiên Thảo. Xem ra Long Tiên Thảo này không có duyên với ta. Tiêu Phàm lắc đầu nằm dạp trên mặt đất chậm rãi bò ra khỏi lùm cây, ánh mắt luyến tiếc nhìn về phía Long Tiên Thảo. Đột nhiên, Huyết Văn Lang ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tiêu Phàm toàn thân run một cái nhìn sang để chuẩn bị toàn lực né tránh. Nhưng mà để cho hắn kinh hãi chính là một đầu hắc sắc cự mãng to lớn đang treo ngược phía trên cổ thụ. Con mãng xà này duỗi dài chí ít chừng 20 thước, hắc sắc lân giáp bao trù toàn thân giống như chiến giáp, tản ra u quang khủng bố đang nhìn chằm chằm Huyết Văn Lang, lưỡi rắn liên tục phun ra nuốt vào. Tiêu Phàm chỉ liếc nhìn một cái liền nhận ra lai lịch của con cự M này, hồn thú tam giai đỉnh phong, hắc giáp cự mãng. Nhìn thấy hắc giáp cự mãng xuất hiện, Tiêu Phàm cũng hít một hơi lãnh khí, một đầu tam giai Huyết Văn Lang đã đem hắn dọa cho phát sợ, hiện tại lại xuất hiện một đầu tam giai hắc giáp cự mãng. Hai đầu tam giai hồn thú này đối với hắn mà nói đã là quái vật khổng lồ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiêu Phàm chính là bỏ chạy. Châu bò đánh nhau ruồi mũi chết, mà hiện tại đối với hai đầu yêu thú này mà nói thì hắn ngay cả ruồi mũi cũng chưa bằng. Giống. Tại thời điểm khi hắn quay người chuẩn bị bỏ trốn thì hắc giáp cự mãng cùng Huyết Văn Lang đã lao vào nhau, thân thể to lớn của Huyết Văn Lang đối với hắc giáp cự mãng cũng không tính là gì, nhưng mà tốc độ cùng công kích của nó lại không phải hắc giáp cự mãng có thể so sánh. Hơn nữa, hai đầu hồn thú rất hiển nhiên đều là vì Long Tiên Thảo mà chiến nên cả hai đều cố ý tránh đi khu vực Long Tiên Thảo. Tiêu Phàm lúc đầu định chạy trốn, nhưng thấy cảnh này liền mở cờ trong bụng.
hai đại hồn thú càng đánh càng xa, đây không phải là tạo cơ hội cho bản thân mình sao? Tứ giai Long Tiên Thảo cực kỳ quý hiếm, đây chính là mấy vạn hạ phẩm hồn thạch a. Tiêu Phàm thấy cho dù là tôn tử của tộc trưởng Tiêu gia thì tiền lương một tháng cũng chỉ có 10 mai hạ phẩm hồn thạch, 10 mai hạ phẩm hồn thạch đủ cho một nhà ba người bình thường sống an nhàn trong một tháng, như vậy liền có thể thấy được mức độ chân quý của Long Tiên Thảo. Soạt soạt, nhưng mà không đợi Tiêu Phàm xuất thủ thì phía trước đã truyền tới từng đạo âm thanh soàn soạt, Tiêu Phàm vội vàng rụt cổ lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến vẫn còn có những người khác đánh chủ ý lên Long Tiên Thảo, hơn nữa nhân số không ít, chỉ ít có 4-5 người. Tiêu Phàm thần sắc khẩn trương tới cực điểm, nín thở ngưng thần không dám thở mạnh một cái, đối phương rất hiển nhiên cũng muốn làm một cái ngư ông đắc lợi. Oanh, một tiếng như cuồng bạo thủy triều quét qua, Tiêu Phàm đang nằm sấp trên mặt đất có thể rõ ràng cảm giác được không gian bị rung động một cái, ngay sau đó truyền đến tiếng gào thét của Huyết Văn Lang. Nơi xa, hắc giáp cự mãng lân giáp toàn thân chóc ra, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể siết chặt lấy thân thể của Huyết Văn Lang, từng tiếng âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên. Hắc giáp cự mãng tuy tốc độ không bằng Huyết Văn Lang nhưng khả năng khống chế lại là vô cùng kinh khủng, cho dù tam giai đỉnh phong hồn thú đều muốn kính nhi viễn chi. Một khi bị cuốn lấy cơ bản chỉ có một con đường chết, bất quá Huyết Văn Lang vẫn còn có sức phản kháng. Răng nanh giữ tợn cùng móng vuốt xé rách một khối lớn huyết nhục của hắc giáp cự mãng, cuối cùng cắn vào đầu hắc giáp cự mãng. Mà hắc giáp cự mãng siết chặt lấy Huyết Văn Lang trên không trung không ngừng quay cuồng, dùng hết toàn lực ghìm chặt Huyết Văn Lang, hai đầu yêu thú giằng co lẫn nhau, chỉ cần một bên buông lỏng sẽ lập tức bị giết không nghi ngờ. Thời gian đã trôi qua một nén nhang, hai con yêu thú vẫn thể chết không buông. Cũng ngay tại lúc này, nụ hoa Long Tiên đột nhiên chậm rãi nở rộ. Cánh hoa tử sắc tiên diễm chói lọi tản ra từng đạo tử sắc quang mang, giống như là một đầu tiểu long. Nở rồi, Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc, thiếu chút nữa thì hô lên, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Tiêu Phàm có thể nhịn xuống, nhưng những người khác thì chưa chắc nhịn được, nhìn thấy cánh hoa Long Tiên Thảo đã nở rộ, năm đạo thân ảnh từ trong bụi cỏ xông ra lao thẳng tới chỗ Long Tiên Thảo. Giống, Huyết Văn Lang cùng hắc giáp cự mãng đồng thời gầm thét buông thân thể đối phương ra. Hướng năm đạo thân ảnh kia đánh tới. Liễu Nhất, Liễu Nhị, ngăn bọn chúng lại. Một tiếng quát như sấm vang lên, hai nam tử đằng đằng sát khí xông về hướng hai đầu hồn thú tam giai đánh tới. Chỉ thấy một bạch y thiếu niên chừng 18 tuổi đang đứng trước Long Tiên Thảo cúi người xuống hái lấy. Ở bên cạnh hắn còn có hai tên nam tử trung niên đang đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đuôi rắn của hắc giáp cự mãng quét ra, từ trên hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Một tên nam tử bị đuôi rắn đánh trúng thân thể bị đánh bay ra ngoài đập vào trên một tảng đá lớn, thủ cấp vỡ nát. Một tên khác cũng bị Huyết Văn Lang cắn đứt yết hầu, máu phun ra như suối. Tiêu Phàm đối với thực lực hai đầu hồn thú tam giai có một nhận thức mới, cho dù bản thân bị trọng thương cũng có thể miểu sát chiến sĩ đỉnh phong, khó trách Tô Tuấn không cần suy nghĩ liền nhấc chân chạy trốn. Thiếu chủ, đi mau. Hai tên hạ nhân còn lại bị dọa đến nhũn người. Bọn chúng nào ngờ được hai đầu tam giai hồn thú sau khi chiến đấu vậy mà còn khủng bố như thế. Nhưng vừa chưa dứt lời thì bạch y thiếu niên hung ác kia đã đẩy hai tên hạ nhân đến phía trước hồn thú sau đó cầm Long Tiên Thảo xoay người chạy. Tiểu tử này so với Tô Tuấn càng thêm vô sỉ a, nhìn thực lực hắn chỉ là chiến sĩ hậu kỳ, nếu như không có những thủ hạ này đoán chừng đã sớm chết đến không thể chết lại. Tiêu Phàm xem thường nhìn bạch y thiếu niên kia biến mất trong rừng. Hai tên thủ hạ kia bị đẩy ra chỉ có thể ngăn trở trong mấy hơi thở sau đó liền thân tử đạo tiêu. Hai đầu hồn thú phẫn nộ gào thét, đuổi theo hướng bạch y thiếu niên kia, những nơi đi qua, đất đá bay tứ tung, thụ mộc sụp đổ, hai đầu yêu thú giống như hai cái máy càn quét khắp nơi. Tam giai hồn thú tuy thực lực mặc dù cường đại nhưng cũng không có khủng bố đến thế a. Tiêu Phàm cau mày cảm giác sự tình có chút cổ quái. Hai con yêu thú này tựa như đang thiêu đốt những tia sinh mệnh cuối cùng của chúng vậy. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì liền lộ vẻ vui mừng, lắp bắp nói, hai con yêu thú này vừa nãy đã lưỡng bại câu thương, thực lực giảm đi nhiều, nên vừa rồi mới thiêu đốt sinh mệnh màng chiến đấu, nhưng loại trạng thái này khẳng định không kiên trì được bao lâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự truy theo, quả nhiên sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Huyết Văn Lang đã ngã xuống, hai mắt vô hồn không còn sinh mệnh. Còn về đầu hắc giáp cự mãng kia lại không thấy bóng dáng,
hiển nhiên vẫn còn truy sát tên bạch y thiếu niên đi. Tam giai hồn tinh, hình như cũng đáng giá mấy ngàn hạ phẩm hồn thạch a. Tiêu Phàm lấy ra kiếm thép mở đầu huyết văn lang lấy ra một viên hồn tinh huyết sắc óng ánh trong suốt, trên mặt lộ ra vẻ kích động, xem ra ta mới là người cười đến cuối cùng a. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên toàn thân nổi da gà, theo bản năng liền đem mê tung bộ thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt rời khỏi hơn 5 mét. Sau một khắc, một cái đầu to lớn xuất hiện ở trước thi thể huyết văn lang, cái miệng như chậu máu mở ra, một ngụm đem thi thể to lớn của huyết văn lang nuốt vào, trừ hắc giáp cự mãng còn có thể là ai? Tiêu Phàm tê cả da đầu, hắn nào nghĩ hắc giáp cự mãng sẽ quay trở lại, bất quá, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sinh mệnh của hắc giáp cự mãng đang rất yếu ớt, tạm thời đối với hắn không có lực uy hiếp. Đại ca, huyết văn lang ở phía trước, đầu hắc giáp cự mãng cũng bị thương nặng, tuyệt đối chạy không được. Trong rừng đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh cùng với tiếng bước chân dồn dập. Nhị đệ, người lần này đã lập được đại công, được hai viên hồn tinh tam giai thì hai người chúng ta đều có thể đột phá chiến sư. Một đạo tiếng cười cởi mở khác vang lên. Ngay sau đó, tầm 10 đạo thân ảnh tiến vào bên trong tầm mắt Tiêu Phàm, cầm đầu là hai nam tử, trong đó một người chính là bạch y thiếu niên khi nãy cầm lấy long tiên thảo chạy đi. Người còn lại là một thanh niên khôi ngô mặc áo giáp màu đen, trên vai vác một thanh phủ đầu búa, dìu cự đại, tiếng bước chân trầm trọng mà hữu lực. Nhìn quần áo đám người đang mặt cộng với xưng hô khi nãy của mấy người thủ hạ của bạch y thiếu niên kia, Tiêu Phàm bỗng hơi nheo hai mắt, Liễu Thành Liễu gia tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Liễu Thành cũng giống như Tiêu Thành đều dựa vào Lạc Nhật Sơn Mạch, nhưng hai tòa thành trì này cách nhau rất xa, người Liễu gia xuất hiện ở nơi này quả thực kỳ quái. Người của hai tòa thành trì đều dựa vào tài nguyên Lạc Nhật Sơn Mạch mới có thể sinh tồn, mặc dù bên ngoài không có phân chia cụ thể nhưng vị trí hiện tại của mảnh địa vực này lại thuộc về Tiêu Thành. Tiêu Phàm thu liếm tâm tư, con người lạnh lẽo nhìn về phía đám người Liễu gia. Hả, thi thể của huyết văn lang đâu? Làm sao chỉ còn lại hắc giáp cự mãng? Bạch y thiếu niên nhìn vũng máu phía trước cau mày nói. Nhị đệ, thi thể huyết văn lang đã không còn, vậy chỉ cần lấy được hồn tinh của hắc giáp cự mãng, đại ca liền đột phá chiến sư, sau đó giúp ngươi đi tìm tam giai hồn thú khác. Nam tử khôi ngô thong thả ngắm cảnh, cũng không để hắc giáp cự mãng cả người đầy máu kia vào trong mắt. Được, bạch y thiếu niên gật đầu, sau đó vung tay lên nói, giết được hắc giáp cự mãng này, mỗi người đều được thưởng 200 hạ phẩm hồn thạch. Yên tâm đi nhị thiếu gia, đầu hắc giáp cự mãng này đã trải qua trọng thương, muốn giết nó rất đơn giản. Một tên hạ nhân Liễu gia lơ đễnh cười nói, những người khác cũng là khí thế hiên ngang, giờ phút này khí tức của hắc giáp cự mãng đã suy yếu vô cùng, căn bản không thể phát huy được thực lực của tam giai hồn thú. Tám người bọn hắn đều là chiến sĩ đỉnh phong, cả đám hợp lực lại thì ngay cả hồn thú tam giai lúc còn toàn thịnh cũng có thể đối phó được. Giết, nam tử khôi ngô huy động chiến phủ, lắc mình một cái liền tới trước người hắc giáp cự mãng, chiến phủ chém xuống, tia lửa bắn tứ tung, hắc giáp cự mãng phát ra từng đợt âm thanh gào thét. Quả nhiên là miệng cọp gan thỏ, những người khác thấy thế lập tức tự tin vô cùng. Tiêu Phàm đang núp trong bóng tối cau mày một cái, hình như có điều gì đó không đúng. Hắc giáp cự mãng sau khi thôn phệ thi thể huyết văn lang không có khả năng trở nên yếu nhược như thế. Nhưng trong một khắc hắn liền đã minh bạch. Vào lúc tám người kia đang tiếp cận nó, hắc giáp cự mãng đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể khủng bố đột nhiên hoành không vung ra, hư không kình phong mãnh liệt, chín đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không ngừng. Nó còn có lực đánh một trận, chạy mau. Nam tử khôi ngô gầm thét. Bây giờ hắn đã phát hiện hắc giáp cự mãng chỉ là dẫn dụ bọn hắn tới gần, nhất kích tất sát. Bởi vì thực lực nó giờ phút này đã giảm đi nhiều, xác thực không phát huy được chiến lực lúc đỉnh phong cho nên mới cố ý kỳ địch lấy yếu. Đáng tiếc lại không chạy được, hắc giáp cự mãng há miệng trong nháy mắt nuốt vào hai tên tu sĩ, đuôi rắn khuấy động, hồn lực quét đến bạch y thiếu niên. Đại ca, cứu ta! Bạch y thiếu niên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Nói thì chậm nhưng sự việc khi đó xảy ra rất nhanh, nam tử khôi ngô lách mình che ở trước người hắn, phía sau đột nhiên hiện ra một đạo bạch sắc hư ảnh, đó là một chuôi búa, tứ phẩm chiến hồn, phích lịch phủ. Thân thể hắn nhảy lên thật cao, huy động lực lượng chiến hồn cùng chiến phủ trong tay hòa làm một thể, bạo tạc hung mãnh chém xuống. Một mãnh huyết phủ xuất hiện, nam tử khôi ngô bị đánh bay,
trong miệng thổ huyết không ngừng. Con người u lãnh của Hắc Giáp Cự Mãng nhìn chằm chằm bọn hắn, thân thể du động, rất nhanh liền đi tới trước người hai người, nhưng xem chừng cũng không có ý xuất thủ. Bạch Y thiếu niên sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Liễu Nham, có phải ngươi lấy thứ gì của nó không? Mau đem thứ đó trả lại cho nó. Nam tử khôi ngô gào thét, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, Hắc Giáp Cự Mãng một kích cơ hồ khiến hắn mất đi toàn bộ chiến lực. Liễu Nham thần sắc sợ hãi, chậm rãi từ trong tay lấy ra một gốc thảo dược ướt át, đó chính là Long Tiên Thảo. Hắc Giáp Cự Mãng gầm nhẹ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Long Tiên Thảo. Long Tiên Thảo cho ngươi, ngươi để cho chúng ta rời đi. Liễu Nham cực kỳ không cam lòng. Một gốc Long Tiên Thảo này so với một viên hồn tinh tam giai đỉnh phong lại càng đáng giá hơn. Hắc Giáp Cự Mãng nhân tính hóa gật gật đầu, nó sợ Liễu Nham đem Long Tiên Thảo hủy đi. Đi, nam tử khôi ngô thấy thế quát to một tiếng, đám hạ nhân Liễu gia đang bị trọng thương liền nhao nhao thối lui, Liễu Nham chậm rãi buông xuống Long Tiên Thảo, lập tức xoay người chạy. Hắc Giáp Cự Mãng gầm nhẹ một tiếng, cũng không truy sát Liễu Nham bọn hắn, mục tiêu của nó chỉ là Long Tiên Thảo. Mặc dù hiện tại thụ thương thảm trọng nhưng một gốc Long Tiên Thảo này có thể giúp nó khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Con người lạnh lẽo của nó một lần nữa nhìn vào trong rừng, xác định đám Liễu Nham đã thực sự rời đi, khí thế của nó toàn thân yếu đi, dầm một cái ngã xuống đất. Con Hắc Giáp Cự Mãng này quả thật là cẩn thận a. Tiêu Phàm híp hai mắt, hành động của Hắc Giáp Cự Mãng đều không qua mặt được hắn. Xem chừng hiện tại thì chiến lực của nó cao nhất chỉ là nhị giai đỉnh phong a. Nhìn thấy Hắc Giáp Cự Mãng chậm rãi hướng về Long Tiên Thảo bò đi, lúc này Tiêu Phàm bắt đầu hành động, U Linh Chiến Hồn sau lưng hắn mang theo hồn lực khủng bố xuất hiện, chân hắn đạp mê tung bộ, tốc độ đạt tới cực hạn, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Hắc Giáp Cự Mãng, nhị phẩm chiến kỹ Phi Hồng Kiếm gào thét mà ra, kiếm khí vũ động. Phốc, kiếm quang sắc bén chém lên trên đầu của Hắc Giáp Cự Mãng làm cho máu tươi phun ra tung tóe. Giống, Hắc Giáp Cự Mãng gào thét, đuôi rắn to lớn hung hăng quét tới Tiêu Phàm cảm nhận được cuồng phong trong hư không đang gào thét, một kích này nếu hắn bị đánh trúng thì quả thật không chết cũng bị trọng thương. Hắc Giáp Cự Mãng mặc dù như ngọn đèn cạn dầu trước gió nhưng thân thể của nó vẫn bá đạo như cũ, một kích này cho dù chiến sĩ đỉnh phong cũng tuyệt đối không ngăn được. Trong một sát na, Tiêu Phàm chân đạp mê tung bộ không lùi mà tiến, nghiêng người một cái liền xuất hiện ở dưới cằm của Hắc Giáp Cự Mãng né được một đuôi kia. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, nếu như hắn vẫn chỉ là chiến linh đỉnh phong thì một kích vừa rồi hắn tuyệt đối không thể tránh thoát, hồn lực tiêu hao khi dùng nhị phẩm chiến kỹ là cực lớn, cũng chỉ có tu vi chiến sĩ mới có thể chịu đựng được. Kim cương chỉ, Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, hồn lực khủng bố dồn lên thanh kiếm. Lấy kiếm hóa chỉ, toàn bộ lực lượng công kích đều ngưng tụ lại một kiếm đâm tới. Phốc suy một tiếng, thiết kiếm cắm sâu vào hàm dưới của Hắc Giáp Cự Mãng, toàn bộ xương sọ đều bị xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ hết cả người Tiêu Phàm. Hắc Giáp Cự Mãng ra sức giãy giụa hai lần liền không còn bất luận âm thanh gì, hiển nhiên là đã chết đến mức không thể chết lại. Hồn lực của Tiêu Phàm cũng đồng thời tiêu hao sạch sẽ, U Linh Chiến Hồn lại trở về đan điền. Hai chân mềm nhũn mém chút ngã nhào xuống mặt đất, hắn lung la lung lay nhặt Long Tiên Thảo trên mặt đất lên, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, rồi ngay lập tức đem hồn tinh huyết văn lang nắm trong tay, bắt đầu nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Một trận chiến này để hắn chân chính cảm nhận được sự cường đại của tam giai hôn thú, nếu như không phải bản thân nó bị trọng thì Tiêu Phàm căn bản còn không đủ để cho nó nhét kẽ răng. Sau một lúc hắn mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn về phía thi thể Hắc Giáp Cự Mãng cách đó không xa, chậm rãi đi qua. Lúc này trong tay hắn lại nhiều thêm một viên hồn tinh đang tản ra u quang hắc sắc, so với huyết văn lang thì viên hồn tinh này càng thêm tinh khiết. Đáng tiếc a, đầu Hắc Giáp Cự Mãng này khắp người đều là bảo vật, thế nhưng thân thể lại lớn như vậy, ta căn bản không mang theo được. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán một hơi, Hắc Giáp Cự Mãng trên người lân giáp cùng răng nhọn đều là vật liệu chế tạo lợi khí tốt nhất. Máu của Hắc Giáp Cự Mãng đối với luyện dược sư mà nói cũng rất chân quý. Đoàn trưởng, tiếng đánh nhau vừa rồi là từ hướng này truyền đến. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi thì một đạo âm thanh vang lên, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện. Nhìn mấy người cách đó không xa, Tiêu Phàm nắm chặt thiết kiếm, hắn biết rõ giờ phút này muốn đi đã tới không kịp,
một cái tay khác giấu ở bên trong ống tay áo, không ngừng hấp thu hồn lực bên trong hồn tinh. Hắc giáp cự mãng, mấy người đứng từ xa nhìn thấy thi thể cáo hắc giáp cự mãng liền kinh sợ không thôi. Thủ lĩnh là một người nam tử mặc áo giáp màu đen, ánh mắt hắn trong nháy mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, kinh ngạc nói, đệ nhất phế, không, Tiêu gia tam thiếu. Đại danh đệ nhất phế vật Tiêu Thành, Tiêu gia tam thiếu gia, Tiêu Phàm, thậm chí rất nhiều người đều đã gặp qua Tiêu Phàm, nam tử áo giáp màu đen này chính là một trong số đó. Cũng khó trách nam tử áo giáp màu đen lại kinh ngạc như thế, người trước mắt này không phải là Tiêu Thành đệ nhất phế sao, liên tục thức tỉnh chiến hồn 9 lần đều không thành công Tiêu gia tam thiếu sao. Một tên có thể chém giết tam giai hồn thú lại bị người khác gọi là phế vật suốt 9 năm. Nếu người như vậy đều là phế vật, thì chẳng phải tất cả người trong Tiêu Thành đều là phế vật sao? Tên này rõ ràng chính là tuyệt thế thiên tài a, lúc này mới 16 tuổi đã có thể chém giết tam giai hồn thú thực lực tương đương với cảnh giới chiến sư, đợi một thời gian nữa há không phải càng thêm lợi hại sao? Nam tử mặc áo giáp màu đen không có tiếp tục nghĩ nhiều, ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Tam thiếu, ta là Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn đoàn trưởng, Vương Liệt, đầu hắc giáp cự mãng này là do ngài chém giết. Liệp Hồn Đoàn, nghe được mấy chữ này, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, bản thân còn đang suy nghĩ xử lý thi thể hắc giáp cự mãng như thế nào, không nghĩ tới vậy mà gặp được Liệp Hồn Đoàn. Liệp Hồn Đoàn là một trong tam đại nghề nghiệp đặc thù ở chiến hồn đại lục, bọn hắn chuyên môn săn giết hồn thú, lấy hồn tinh cùng thi thể hồn thú mà sống, đồng thời bọn hắn cũng giúp người khác săn giết hồn thú, từ đó thu hoạch lợi ích. Bởi vậy bọn hắn hàng năm đều du đãng tại các đại sơn trong rừng. Cùng hồn thú chiến đấu, nghề nghiệp này tại chiến hồn đại lục cũng không tính là cao thượng, chỉ là nghề nghiệp của một số người ở dưới đáy kim tư tháp mà thôi. Dù sao thì những người giàu có, hoặc có thế lực hoặc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa thì có ai nguyện ý dùng mạng của mình để làm vốn đâu chứ. Đầu hắc giáp cự mãng này các ngươi có thể xử lý không? Tiêu Phàm trực tiếp nói ra, đối phương cho rằng hắn một mình chém chết hắc giáp cự mãng, tự nhiên cũng kiêng kỵ thực lực hắn. Không dám đánh chủ ý lên người hắn. Có thể, có thể. Vương Liệt vội vàng gật đầu nói, hắn mặc dù là chiến sư sơ kỳ nhưng ở trước mặt hắc giáp cự mãng cũng chỉ có thể chạy trốn. Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn từ khi thành lập tới nay còn chưa bao giờ thu hoạch qua tam giai hồn thú, hắn như thế nào lại bỏ lỡ mối làm ăn tốt này. Ngươi ra giá đi, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Vương Liệt trầm ngâm lúc này, hít sâu nói, đầu hắc giáp cự mãng này hẳn là tam giai hậu kỳ. Trên thị trường giá chỉ 8.000 hạ phẩm hồn thạch, bất quá, chúng ta hỗ trợ xử lý một cái, cũng. Vậy liền 5.000 hạ phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, tên Vương Liệt này làm người cũng là thập phần ngay thẳng, rất phù hợp khẩu vị Tiêu Phàm. Đa tạ tam thiếu, Vương Liệt lập tức vui vẻ ra mặt, vô cùng kích động. Ta nói 5.000, thế nhưng là gấp đôi, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, Vương Liệt sắc mặt lập tức cứng đờ. Bên cạnh một tên nam tử cao gầy sắc mặt âm trầm vô cùng, nói Tiêu Tam thiếu, ý ngươi là hắc giáp cự mãng này muốn 10.000 hạ phẩm hồn thạch. Đừng tưởng rằng ngươi là người của Tiêu gia, liền khi dễ chúng ta. Vương Viêm, im ngay. Vương Liệt một tiếng quát như sấm, lạnh lùng liếc mắt chừng nam tử cao gầy, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tam thiếu. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, đi đến phần bụng của hắc giáp cự mãng, dùng kiếm bắt đầu cắt. Sau một lát, một bộ thi thể đỏ bừng bị Tiêu Phàm lôi ra ngoài. Tam giai huyết văn lang. Con người Vương Liệt co rụt lại, kinh ngạc nhìn thi thể huyết văn lang, tên nam tử cao gầy Vương Viêm kia cũng ngậm miệng không nói, thần sắc xấu hổ. Nếu 5.000 không hài lòng, vậy liền 4.000, tổng cộng 8.000 a. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tổng cộng 8.000, Vương Liệt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Thi thể huyết văn lang mặc dù bị ăn mòn không ít nhưng giá trị tuyệt đối là 4-5.000 hạ phẩm hồn thạch a. Tiêu Phàm hiện tại đem hai đầu tam giai hồn thú bán cho bọn hắn, chỉ lấy 8.000 hạ phẩm hồn thạch, vậy đầu huyết văn lang há không phải cho không bọn hắn. Coi như kết giao bằng hữu, như thế nào? Tiêu Phàm cười cười, mặt khác, sự tình của ta chỉ mình các ngươi biết rõ là được. Tam thiếu yên tâm, Vương Liệt còn chưa mở miệng, Vương Viêm lập tức quát lên. Nếu ai dám đem sự tình hôm nay nói cho người khác, Vương Viêm ta là người thứ nhất không buông tha hắn. Nghe rõ không? Vâng, phó đoàn trưởng. Những người khác vội vàng gật gật đầu. Tam thiếu, hồn thạch kia khi nào chúng ta giao cho ngài? Vương Liệt lại mở miệng nói,
Bọn hắn hiện tại cũng không có mang nhiều hồn thạch như vậy, dù sao bọn họ đến để săn giết hồn thú. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, không vội, khi nào có hãy mang đến phủ của ta là được, mặc khác ngươi xem có thể từ hai thi thể này làm ra một thanh binh khí nào tốt một chút không, nếu thiếu hồn thạch cứ nói, ta sẽ bù thêm. Sẽ như lời Tam thiếu. Vương Liệt cười cười, trong lòng kích động vô cùng, lần này bọn hắn tới đây nguyên bản chỉ cần có thể săn giết được vài đầu nhị giai hồn thú cũng đã không tệ rồi, không nghĩ tới còn có thể thu đến thi thể tam giai hồn thú. Thu lợi 4-5 ngàn hạ phẩm hồn thạch đã tương đương với 5-6 thi thể hồn thú nhị giai đỉnh phong. Tiêu Phàm sau khi bàn xong với Vương Liệt liền hướng vào bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch mà đi, hiện tại được 2 khỏa tam phẩm hồn tinh. Hắn muốn mau chóng đột phá, thời gian niên hội gia tộc chỉ còn 20 ngày. Đại ca, chúng ta, Vương Viêm nhìn Tiêu Phàm rời đi, lập tức cho Vương Liệt một cái ánh mắt. Nghĩ đều không nên nghĩ. Vương Liệt hung hăng trừng mắt Vương Viêm, một người có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, các ngươi cảm thấy hắn đơn giản sao? 9 năm trước hắn còn chỉ có 7 tuổi a. Nghe nói như thế, đám người Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn thần tình nghiêm túc nhìn về phương hướng Tiêu Phàm rời đi. Trên mặt tràn ngập vẻ kính sợ. Những điều này Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không biết, hắn đem thi thể hai đầu hồn thú giao cho bọn hắn cũng là mua bán không vốn, tự nhiên không cần lo lắng gì. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm tìm đến một địa phương cực kỳ kín đáo, sau đó ở chung quanh bố trí mấy cái bẫy dập, liền bắt đầu tu luyện. Có vết xe đổ lần trước, lần này hắn cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển công pháp kinh lôi quyết của gia tộc, U Linh thả ra. Hồn tinh hóa thành từng sợi hồn lực tinh thuần rót vào thể nội của hắn. Tiêu Phàm cũng phát hiện một vấn đề, thời điểm sử dụng U Linh chiến hồn thì hồn lực ngưng tụ càng thêm tinh thuần, dường như có thể luyện hóa tạp chất bên trong hồn tinh. Chỉ là có một khuyết điểm chính là đại bộ phận hồn lực bên trong hồn tinh đều bị U Linh chiến hồn hấp thu lấy. Tiêu Phàm tự nhiên là thà thiếu chứ không ẩu, hồn lực càng thêm tinh thuần, chỗ tốt đối với bản thân cũng lớn hơn, kiếp trước làm một danh y thánh thủ. Hắn hết sức rõ ràng là thuốc có 3 phần độc, hồn tinh hồn thú cũng như thế, hấp thu tạp chất bên trong có thể hạn chế mức độ trưởng thành của một người. Dùng U Linh chiến hồn tu luyện thì tương đương với đem những cái tạp chất kia loại bỏ không còn một mảnh, chỉ để lại hồn lực thuần khiết cho bản thân tu luyện. Mặc dù hồn tinh tiêu hao cực lớn nhưng cơ sở càng thêm chắc chắn mới có thể đi càng xa. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Nháy mắt đã 7 ngày trôi qua. Vào thời khắc khi Tiêu Phàm hoàn toàn hấp thu toàn bộ hồn lực trong hồn tinh thì trong cơ thể của Tiêu Phàm đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Chiến sĩ hậu kỳ, Tiêu Phàm mở mắt, một tia tinh quang lóe lên rồi biến mất. Giờ phút này hắn cảm giác cơ thể mình tràn đầy lực lượng, hồn lực cuồn cuộn như giang hà đang cọ rửa kinh mạch toàn thân, lỗ chân lông toàn thân thư giãn thoải mái vô cùng. Hai viên tam giai hồn tinh vậy mà chỉ để cho ta đột phá hai tiểu cảnh giới. Xem ra sau này muốn dùng hồn tinh để tăng tu vi thì quả thật có chút phiền toái a. Tiêu Phàm cười một tiếng cay đắng. Bình thường mà nói thì hồn lực của hồn tinh nhị giai hậu kỳ đủ để một tên chiến sĩ sơ kỳ đột phá đến chiến sĩ hậu kỳ, lại càng không cần phải nói hai mai tam giai hồn tinh, đổi lại những người khác luyện hóa cũng đủ để đột phá đến chiến sư cảnh giới. Hơn nữa, tam giai hồn tinh ẩn chứa rất nhiều hồn lực, nếu như giống Tiêu Phàm luyện hóa nhanh như vậy thì rất có khả năng bạo thể mà chết. Huống chi đây còn là hai viên hồn tinh, có thể là hồn tinh tam giai hậu kỳ, thậm chí tam giai đỉnh phong, Tiêu Phàm không có bạo thể đã là rất may mắn rồi. Hắn cũng rốt cục minh bạch vì sao một số đại gia tộc lại có rất nhiều thiên tài, chỉ cần phẩm giai chiến hồn đủ cao, có đầy đủ hồn tinh, muốn đột phá đến cảnh giới quả thật dễ như ăn cơm. Chỉ là hắn không biết người bình thường không có luyện hóa nhanh được như vậy, cũng không dám nhanh như thế. Hơn nữa, hồn thú phẩm giai càng cao thì chiến lực càng mạnh, muốn giết chết hồn thú để lấy hồn tinh là phi thường gian nan, lần này có thể đạt được hai mai tam giai hồn tinh cũng xem như đã dẫm phải cứt cho rồi. Bằng vào thực lực hiện tại của ta, nếu Tiêu Thiên vẫn chỉ là chiến sĩ hậu kỳ mà nói thì chỉ cần một quyền là đủ để đánh bại hắn, đáng tiếc kinh lôi quyết phẩm giai quá yếu, đột phá đến chiến sư cảnh sẽ không còn dùng đến. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên lãnh quang, kinh lôi quyết lần nữa vận chuyển mấy chu thiên. Đợi đến khi tui vi hắn triệt để ổn định rồi lúc này hắn mới đứng lên. Sau khi đột phá, muốn thích ứng thực lực hiện tại cũng chỉ có chiến đấu. Cùng cảnh giới cũng không phải đều là như nhau, kinh nghiệm chiến đấu cũng là một cái phương diện trọng yếu,
đây cũng là nguyên nhân tu sĩ sau khi đột phá đều sẽ đi lịch luyện, chỉ có trong chiến đấu mới có thể không ngừng trưởng thành. Tùng Lâm rất ưu tĩnh, Tiêu Phàm một đường hướng vào trong Lạc Nhật Sơn Mạch, hồn thú cũng xuất hiện ngày càng nhiều, tầm sau nửa ngày thì hồn thú nhị giai trung kỳ chết ở trong tay hắn đã hơn 3 con, còn có 2 đầu hồn thú nhị giai hậu kỳ. Tiêu Phàm cũng đã nhận biết rõ đối với thực lực của mình, đối mặt với hồn thú nhị giai hậu kỳ hắn đã có thể thản nhiên đối phó, cho dù là hồn thú nhị giai đỉnh phong thì hắn cũng có sức đánh một trận. Ao ao, tai Tiêu Phàm rung động một cái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, đây là thanh âm nước chảy. Lần trước chém giết hắc giáp cự mãng đã làm cho hắn máu me khắp người, hắn đã sớm muốn tắm rửa một lần, những ngày qua nếu như không phải là vì đột phá thì hắn đã sớm tìm kiếm nguồn nước rồi. Sau một lát, một đầm nước màu xanh xuất hiện trong mắt hắn, nước sông uốn lượn, mặt nước rung động, cây cỏ xanh tươi, phía trước chính là một cái đầm nước rất sâu. Tiêu Phàm toàn thân vô cùng bẩn, căn bản không có chút do dự liền nhảy vào đầm nước, ngừng thở, đem toàn thân trên dưới kỳ cọ qua một hồi, loại cảm giác sảng khoái này rất lâu rồi chưa có a. Đột nhiên, từng đám bọt nước từ trên trời rơi xuống, Tiêu Phàm sờ sờ khuôn mặt còn tưởng rằng trời mưa. Chẳng qua lúc hắn quay đầu nhìn lại thì một thân ảnh nữ tử xuất hiện trong mắt hắn. Chỉ thấy một nữ tử từ trong đầm nước xuất hiện, mái tóc đen nhánh ướt sũng choàng tại sau vai, tay trắng nõn nà ướt át như là dương chi ngọc thúy, dung nhan tuyệt mỹ thanh lệ thoát tục phảng phất như là như hoa sen mới hé nở không nhiễm bụi trần. Thân hình trắng nõn xuất hiện trên mặt nước, như mộng tựa huyễn, nhìn một cái liền để người khác nhiệt huyết phun trào, Tiêu Phàm ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng. Khi Tiêu Phàm nhìn sang thì đôi mắt linh động kia cùng nhìn về phía hắn, lông mi dài chớp động, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, giống như là một tinh linh thiên sứ trong truyền thuyết. A, một tiếng thét bén nhọn vang lên hù dọa cả đám chim thú giữa núi rừng, thiếu nữ một tay che tại trước ngực, tay kia búng ngón tay một cái, một mảng lớn bọt nước bắn lên giống như vô số mũi tên bắn về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kinh hãi một trưởng đánh ra nhị phẩm chiến kỹ, phá lãng thủ. Sóng nước dâng lên ngăn cản những bọt nước kia của thiếu nữ, sau đó giống như là con sói đói nhào về phía thiếu nữ. Lưu manh, ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ gầm thét, giống như một con thú nhỏ nổi giận, hồn lực khủng bố trên người tỏa ra, một cỗ xung lực to lớn trực tiếp đem Tiêu Phàm đánh bay. Đồng thời, thân thể nàng uyển chuyển mềm mại, linh động như là mỹ nhân ngư từ trong nước bay ra, trên người mang theo từng giọt nước óng ánh bình ổn rơi vào tảng đá cạnh bờ. Vung tay mặc vào một bộ tường bào màu trắng. Tiêu Phàm cũng không muốn đợi nàng mặc quần áo tử tế xong mới ứng phó, hắn biết rõ cái tội danh lưu manh này đã không thể nào rửa sạch, hơn nữa thực lực thiếu nữ này vượt qua hắn dự liệu, chí ít cũng là cảnh giới chiến sư, bằng không cũng không có khả năng thoát khỏi công kích của hắn. Tiêu Phàm không chần chờ chút nào, quay người liền ra sức bơi đến bờ bên kia, hiện tại thiếu nữ này đang nổi giận lôi đình. Hắn giải thích thế nào thì nàng cũng sẽ không nghe, trước tiên chạy đi đã rồi tính tiếp. Chỉ là tốc độ thiếu nữ rất nhanh hướng về bờ sông đối diện bay đi, đạp chân xuống như là chuồn chuồn lướt trên nước, ở trên mặt nước điểm nhẹ mấy lần liền xuất hiện ở đối diện, động tác thập phần nhẹ nhàng như một con chim yến. Thân pháp chiến kỹ thật cường đại, Tiêu Phàm nhìn mắt trợn tròn trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, thực lực thiếu nữ này có lẽ chỉ là chiến sư, nhưng thân pháp lại cực kỳ bất phàm. Tuyệt đối không phải gia tộc bình thường có thể có được. Mặc dù không phải ngự không phi hành, nhưng ngay cả chiến tôn nếu không dùng công pháp cũng sẽ không làm được như thế này. Nhưng chiến kỹ của thiếu nữ trong thời gian ngắn có thể mượn lực lăng phi hành, vượt qua một dòng sông không phải chuyện đùa, thân pháp chiến kỹ này tuyệt không đơn giản. Tiêu Phàm không chút do dự quay đầu liền chạy, ở trong nước hắn có lẽ còn có một chút phần thắng nhưng lên trên bờ thì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của thiếu nữ. Hôm nay ngươi đừng hòng chạy trốn. Thiếu nữ nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, sắc mặt khó coi vô cùng, lần nữa hướng về bờ bên kia bay đi. Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, hắn biết rõ mình không thể nào chạy thoát được, không thể làm gì khác hơn nói, cô nương, ngươi nghe ta giải thích, đây thực sự chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, thiếu nữ lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, nàng hiển nhiên không tin, nếu như chỉ là hiểu lầm vậy tại sao hắn trước đó lại nhào về phía mình. Thủy Long Ba. Thiếu nữ lười nói nhảm cùng Tiêu Phàm liền quát nhẹ một tiếng, một trường vỗ hướng mặt nước khuấy động đột nhiên xuất hiện một đầu thủy long gầm thét một tiếng rồi dương nanh múa vuốt xông thẳng đến Tiêu Phàm. Nhìn thấy thủy long to lớn kia, sắc mặt Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi,
không chút do dự thi triển ra phá lãng thủ, từng trường đánh ra. Bất quá hắn vẫn xem nhẹ uy lực của Thủy Long, phá lãng thủ căn bản không làm gì được Thủy Long, cỗ lực lượng bá đạo kia xông thẳng vào hắn. Thủy Long ba này ít nhất là chiến kỹ tam phẩm, Tiêu Phàm con người co rụt lại, không chút do dự hướng về một bên tránh đi, dù vậy vẫn bị Thủy Long chấn cho lục phủ ngũ tang sao 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 tùng phèo. Cô nương, cái này thực sự là hiểu lầm. Tiêu Phàm gian nan từ trong nước đứng lên, hướng về phía thiếu nữ giải thích, sắc mặt khó coi vô cùng. Lên bờ lên không được, ở trong nước cũng không làm gì được thiếu nữ này, chẳng lẽ bản thân thật muốn đem mạng để lại chỗ này. Tiêu Phàm biết rõ sự tình lần này không tốt chút nào, hắn trong lòng cực kỳ phiền muộn, bản thân mình chỉ muốn đi tắm ai ngờ tai bay vạ gió chẳng biết từ đâu ấp xuống. Lăn đi lên, sắc mặt thiếu nữ không tốt, Tiêu Phàm không nói lời nào còn tốt. Vừa nhắc tới sự tình khi nãy liền làm nàng càng thêm phẫn nộ. Giống đúng lúc này, trong rừng đột nhiên phát ra một trận tiếng gầm, ngay sau đó một đầu sư tử toàn thân kim quang lóng lánh xuất hiện, sư tử dài chừng 4 mét, cao 2 mét, uy phong lẫm lẫm, bá đạo phi phàm. Đồng tử màu vàng của hoàng kim sư tử gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ, ánh mắt lộ ra khinh miệt cùng vẻ khinh thường. Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Đây chính là tam giai hồn thú, kim cuồng sư, chiến lực của nó không hề thấp hơn huyết văn lang, khí thế toàn thân bạo phát ra không chỉ là một đầu hồn thú tam giai bình thường. Lấy thực lực của hắn khi kích hoạt u linh chiến hồn mà nói thì khi đối mặt với hồn thú tam giai sơ kỳ cũng có thể dây dưa một hai, nếu đánh không lại cũng có thể bỏ chạy. Nhưng nếu là ở trước mặt kim cuồng sư thì hắn lại không nắm điều gì. Thiếu nữ kia xem ra cũng là cảnh giới chiến sư cũng không nhất định là đối thủ của kim cuồng sư, nếu như hai người tàn sát lẫn nhau thì hắn không có cơ hội chạy trốn sao. Nhưng mà sự thật cũng không có đơn giản như vậy, chỉ thấy thiếu nữ đột nhiên động thi triển thân pháp chiến kỹ đạp trên mặt nước, xuất hiện ở bờ sông đối diện, đang cười trên nỗi đau của người khác. Thủy Long ba, lại là một kích vừa rồi, Thủy Long lại hiện ra, một cỗ sóng xung kích to lớn đánh về hướng hắn đem hắn đẩy về phía bờ đối diện. Tiêu Phàm trong lòng có cảm giác xúc động muốn chửi lên, người đời đều nói nữ nhân như cọp mà thiếu nữ này so với cọp còn muốn ác độc hơn, vậy mà muốn đem mình làm thức ăn cho kim cuồng sư. Tiêu Phàm cũng không muốn cùng Thủy Long ngạnh kháng, một kích này nếu hắn ngạnh kháng sẽ làm tiêu hao toàn bộ chiến lực của hắn, trong lòng hung ác quyết định mượn cỗ lực lượng kia bay đến chỗ kim cuồng sư. Tiểu ma nữ, lần sau đừng để rơi vào tay ta, bằng không ta nhất định đem ngươi giải quyết tại chỗ. Tiêu Phàm cực kỳ tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu nữ, sau đó nhảy lên hướng về bờ kia mà đi. Con người lạnh lẽo của kim cuồng sư nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như đang chờ con mồi đưa đến miệng. Vào lúc Tiêu Phàm nhảy lên, sau lưng hắn xuất hiện một đạo hắc ảnh, u linh chiến hồn xuất ra, nhị phẩm chiến kỹ, phi hồng kiếm chém xuống lang vang lên tiếng nổ ầm ầm, bá đạo tuyệt luân, cơ hồ hao hết toàn bộ khí lực Tiêu Phàm. Giống... Kim cuồng sư nhìn thấy tên tiểu tử này dám khiêu khích quyền uy của nó liền gầm lên giận dữ, chân trước sắc bén quét ra, ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm vọt đến một bên dùng kiếm thép ngăn cản trước người. Lợi chảo chạm đánh vào bên trên kiếm thép, răng rắc một tiếng trường kiếm vỡ vụn, thân thể hắn bay ngược ra ngoài đập thẳng vào một cây đại thụ sụp đổ, lục phủ ngũ tạng của hắn bị chấn động liền phun một ngụm máu tươi ra. Tuy bị thương nhưng hắn không chần chờ chút nào. Thân thể khẽ động thi triển ra mê tung bộ đến cực hạn chạy trốn vào trong rừng. Đăng đồ tử, đừng chạy. Thiếu nữ tức giận, nguyên bản nàng xem như Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao biết một kích của kim cuồng sư vậy mà không có giết hắn. Nàng không chần chờ liền thi triển thân pháp bay đến bờ bên kia chuẩn bị đuổi theo Tiêu Phàm. Lúc này, kim cuồng sư phẫn nộ gào thét một tiếng xông thẳng đến thiếu nữ. Tiêu Phàm có thể chạy trốn khỏi món vuốt của nó đã làm nó triệt để nổi giận, cơn giận này liền trút lên người của thiếu nữ kia. Thiếu nữ bị dọa đến hoa dung thất sắc, nàng mặc dù là chiến sư trung kỳ nhưng nàng có thể nhìn ra đầu kim cuồng sư này là chiến sư đỉnh phong, nàng không dám chính diện giao phong lắc mình một cái liền biến mất vào bên trong tùng lâm. Giống, kim cuồng sư gầm nhẹ một tiếng trực tiếp truy theo, rất hiển nhiên thiếu nữ chiến sư cảnh làm nó hứng thú hơn so với chiến sĩ cảnh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cấp tốc chạy trốn, trong miệng thỉnh thoảng phun ra mấy ngụm máu, lần này thụ thương quá nặng, sự cường đại của tam giai hồn thú vượt qua hắn tưởng tượng. Từ trong hành trang lấy ra một khỏa hồn tinh nhị giai nhét vào trong miệng, hồn lực bành trướng rót vào bên trong kinh mạch,
đá màu trắng tản ra từng đạo yếu ớt quang mang, khôi phục kinh mạch cho hắn. Đá màu trắng rốt cục là đồ vật gì, không phải chiến hồn nhưng lại có khả năng trị liệu như chiến kỹ của chiến hồn. Tiêu Phàm nghi hoặc trong lòng không thôi, chỉ là suy nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu được. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, có đá màu trắng giúp thì thương thế của hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Cút ngay, đột nhiên, hậu phương truyền đến một trận khẽ kêu âm thanh, cái này thanh âm Tiêu Phàm thế nhưng là rất tinh tường, không phải liền là cái kia tiểu ma nữ sao? Chẳng lẽ nàng bị kim cuồng sư cuốn lấy? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng liền mừng rỡ, chân đạp mê tung bộ yên lặng không một tiếng động hướng về phía sau. Hai đạo thân ảnh liền nhanh chóng xuất hiện trong mắt Tiêu Phàm, chính là tiểu ma nữ cùng kim cuồng sư, cả hai đang tại điên cuồng chiến đấu. Kim cuồng sư thực lực bá đạo, vững vàng áp chế tiểu ma nữ, bất quá thực lực tiểu ma nữ cũng cực kỳ bất phàm, sử dụng chiến kỹ cường đại nhiều lần thoát khỏi công kích tất sát của kim cuồng sư. Kim cuồng sư nhất thời không làm gì được tiểu ma nữ liền giống như phát cuồng, toàn thân phát ra kim quang, tốc độ bỗng tăng lên gấp đôi, chỉ bất quá công kích của nó lại yếu hơn rõ ràng. Phốc, do không kịp chuẩn bị nên tiểu ma nữ bị lợi chảo của kim cuồng sư đánh bay bay, váy trắng bị xé nứt, cánh tay trắng như ngọc chảy xuống một dòng máu đỏ. Nhiệt xúc, ta muốn giết ngươi. Tiểu ma nữ vô cùng phẫn nộ, trong tay cầm một thanh bạch sắc trường kiếm phá không mà ra. Phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một hư ảnh màu trắng bạc. Từng chùm sáng màu trắng bạc bắn ra, trong nháy mắt cuốn lấy tứ chi cùng đầu của kim cuồng sư, lợi kiếm trong tay trong nháy mắt xuyên thủng chân trước kim cuồng sư. Bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng. Con người Tiêu Phàm co rụt lại, kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, hắn phát hiện bản thân vẫn đánh giá quá thấp tiểu ma nữ. Khó trách nàng trẻ tuổi như thế đã đột phá đến chiến sư cảnh, không ngờ nàng vậy mà nắm giữ bát phẩm chiến hồn. Phải biết rằng toàn bộ Đại Yên Vương Triều, người nắm giữ bát phẩm chiến hồn gần như không có a. Đại Yên Vương Triều chỉ có vài chục tòa thành trì, cũng rất ít nghe được có ai nắm giữ bát phẩm chiến hồn, lại càng không cần phải nói Tiêu Thành, cái loại này thành thị nhỏ nhoi này làm sao mà biết bát phẩm chiến hồn là dạng gì, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể thông qua thư tịch mà biết đến. Chân trước cơ hồ bị chém rụng, kim cuồng sư cũng triệt để điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể cực đại tại hư không quay cuồng mấy lần, mặc dù trong lúc nhất thời căn bản không tránh được trói buộc của Ngân Hoàng Đằng, nhưng trong nháy mắt cũng đã đém nứt mấy nhánh. Tiểu ma nữ sắc mặt trắng bệch, xem chừng thi triển bát phẩm chiến hồn, Ngân Hoàng Đằng đối với nàng cũng tiêu hao cũng cực lớn. Ngân Nguyệt Trảm, tiểu ma nữ đột nhiên quát một tiếng chói tai, bát phẩm chiến hồn, Ngân Hoàng Đằng xuất ra vô số giống như từng thanh tuyệt thế lợi kiếm đánh úp về phía kim cuồng sư. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, bát phẩm chiến hồn, Ngân Hoàng Đằng tốc độ khủng bố tới cực điểm, không trung truyền đến từng đợt tiếng xé gió, nhìn đến một kích này nhất định rất cường đại. Việc đã đến nước này tiểu ma nữ hiển nhiên là liều mạng, hồn thú tam giai đỉnh phong quả nhiên cường đại không tưởng. Giống, kim cuồng sư cũng không phải ăn chay, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng liền hướng tiểu ma nữ phóng đi. Biết rõ tránh không khỏi công kích của bát phẩm chiến hồn. Nó cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, chạy trốn, hẳn phải chết không thôi, công kích, có lẽ còn có đường sống. Phốc phốc phốc, huyết hoa nở rộ trên hư không, mấy cái ngân hoàng đằng xuyên thủng phần bụng của kim cuồng sư, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, kim cuồng sư không cam lòng gầm thét một tiếng cuối cùng rồi ngã xuống đất. Tiểu ma nữ sắc mặt trắng bệch, một kích vừa rồi cơ hồ tiêu hao hết hồn lực của nàng, thực lực của nàng có thể chém giết hồn thú tam giai đỉnh phong. Nhưng cũng phải dùng hết sức lực. Tam giai đỉnh phong hồn tinh, hẳn là đủ ta đột phá đến chiến sư hậu kỳ. Lúc này tiểu ma nữ mới thở ra hơi, hướng về thi thể kim cuồng sư đi đến. Tiêu Phàm đang núp trong bóng tối thấy cảnh này cũng rất kinh ngạc, thực lực tiểu ma nữ này thực sự là khủng bố, thậm chí ngay cả hồn thú tam giai đỉnh phong cũng có thể chém giết, hơn nữa còn là siêu việt hai cái tiểu cảnh giới. Chết sao? Đột nhiên ánh mắt Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm thi thể kim cuồng sư, hắn ở góc độ này có thể lờ mờ nhìn thấy phần bụng kim cuồng sư chập trùng, đây rõ ràng vẫn còn hô hấp a. Giống, thời điểm hắn muốn nhắc nhở tiểu ma nữ, kim cuồng sư đột nhiên bạo khởi, mở ra cái miệng như chậu máu hướng về tiểu ma nữ đánh tới, toàn thân máu tươi phun ra, nhìn qua hết sức khủng bố. Cứu mạng, tiểu ma nữ bị dọa đến phát hoảng, thiếu chút nữa thì khóc lên. Giờ phút này nàng thực sự bị dọa sợ, với khoảng cách gần như thế thì làm sao có thể tránh a? Thân thể mềm mại run lên,
theo bản năng lui về phía sau nhưng vẫn như cũ trốn không thoát một kích tất sát của Kim Cuồng Sư, trong lúc nguy cấp liền dùng toàn bộ sức lực bản thân đánh ra. Mượn nhờ một cỗ xảo lực đẩy lui đầu của Kim Cuồng Sư, một kích mặc dù cản được, nhưng mà móng vuốt Kim Cuồng Sư lại là hung hăng xẹt qua tay nàng, tuy chỉ là sát qua nhưng máu tươi cũng bắn lên tung tóe. Hai tiếng kêu thảm, tiểu ma nữ cùng Kim Cuồng Sư đồng thời ứng thanh ngã xuống đất. Thực sự đồng quy vô tận, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn một người một thú đang nằm dưới mặt đất, sau nửa ngày hắn mới từ trong bụi cỏ xuất hiện đi đến thi thể Kim Cuồng Sư. Để hắn vui mừng chính là Kim Cuồng Sư đã chết đến không thể chết lại, lấy ra hồn tinh tam giai đỉnh phong trong đầu Kim Cuồng Sư, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ sán lạn. Chỉ là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu ma nữ lại là có chút rối rắm, hô hấp tiểu ma nữ mặc dù suy yếu nhưng xác thực còn chưa có chết. Nếu như hắn hiện tại rời đi bỏ mặc nàng nằm như thế thì sớm muộn cũng sẽ trở thành thức ăn cho hồn thú, nhưng nếu bảo Tiểu Phàm cứu nàng thì trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu. Bản thân mình chỉ vỏ tình nhìn nàng một cái vậy mà nàng liền đòi đánh đòi giết. Kỳ thật, lấy năng lực của Tiêu Phàm muốn cứu nàng ngược lại cũng không khó, điều quan trọng là vạn nhất đem nàng cứu sống, sau khi tỉnh lại lại muốn giết mình thì phải làm sao đây? Tiêu Phàm trong đầu không ngừng thiên nhân giao chiến, sau nửa ngày vẫn là thở dài, hướng về phía tiểu ma nữ đang hôn mê nói, ta nói trước, lần này cứu ngươi coi như sự tình lúc trước bỏ qua, à phải rồi, còn có viên hồn tinh này cũng thuộc về ta. Một bên vừa lầm bầm, một bên đẩy đẩy thân thể tiểu ma nữ. Ta đây là cứu người, Tiêu Phàm âm thầm an ủi bản thân, ôm tiểu ma nữ hướng về bờ sông, tiểu ma nữ bản thân bị trọng thương, nhất định phải xử lý vết thương một chút, bằng không rất dễ bị nhiễm trùng. Đi tới bờ sông, cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể tiểu ma nữ đặt lên một tảng đá, cầm ấm nước đổ đầy một bình rồi lần nữa trở lại bên người tiểu ma nữ. Bất quá, lúc này Tiêu Phàm lại rầu rĩ, toàn thân tiểu ma nữ toàn là vết thương, hơn nữa còn không ít vết thương ở những vị trí nhạy cảm. Dù sao đã nhìn qua một lần, cũng không ngại lại nhìn thêm một lần, hơn nữa, ta đây là cứu người. Tiêu Phàm lại cho bản thân một liều thuốc trợ tim. Tiêu Phàm mặc dù không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không phải hạng người tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vẫn có đạo đức nghề nghiệp y học thánh thủ. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, tiểu ma nữ mặc dù ác độc một chút nhưng đúng là đẹp đến khuynh thành, lớn lên chút nữa chắn chắn sẽ trở thành một cái tuyệt thế mỹ nhân. Đối với phương diện xử lý vết thương, Tiêu Phàm tự nhiên là dễ như trở bàn tay, rất nhanh liền xử lý sạch sẽ. Cũng tại phụ cận tìm một chút thảo dược nhai nát đắp lên miệng vết thương, lấy một bộ quần áo sạch sẽ còn sót lại trên người đắp cho tiểu ma nữ. Làm xong hết thảy, Tiêu Phàm rốt cục thả lỏng một hơi, tay lấy ra viên hồn tinh Kim Cuồng Sư. Tam giai đỉnh phong hồn tinh, chiến sĩ đỉnh phong cách không xa. Tiêu Phàm cười cười, ngồi ở chỗ cách tiểu ma nữ không xa, bắt đầu hấp thu luyện hóa. So với hấp thu thiên địa linh khí tu luyện thì trực tiếp hấp thu hồn lực bên trong hồn tinh xác thực là nhanh hơn rất nhiều. Những ngày qua, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết hồn lực và cảnh giới là gì, nếu như ví cảnh giới là một cái ao nước mà nói thì hồn lực chính là nguồn nước. Mỗi khi cảnh giới đột phá thì ao nước liền biến lớn, liền cần càng nhiều hồn lực bổ khuyết, khi hồn lực bổ khuyết đầy thì ao nước phải tiếp tục mở rộng mới có thể đột phá. Chỉ là ao nước có thể mở rộng hay không vậy thì phải xem thiên phú càng mạnh càng dễ dàng đột phá, mà thứ quyết định thiên phú chính là chiến hồn. Phẩm giai chiến hồn càng cao lại càng dễ dàng đột phá, cũng càng có thể đạt tới cảnh giới cao hơn, dung nạp càng nhiều hồn lực hơn. Tiêu Phàm mặc dù không biết U Linh chiến hồn là mấy phẩm, nhưng hắn có thể cảm nhận được tại chiến sĩ cảnh, đột phá cảnh giới cơ hồ là thế như trẻ tre. Thoáng cái qua mấy ngày. Tiêu Phàm ngoại trừ tu luyện chính là học tập chiến kỹ, lúc trước ở chiến kỹ các hắn mới chỉ có lĩnh ngộ được một nửa. Hơn nữa mỗi loại chiến kỹ, hắn đều luyện đến đỉnh phong, dạng thiên phú này đừng nói Tiêu Thành thậm chí phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương Triều cũng gần như không có tồn tại. Chỉ có thể dùng từ biến thái để hình dung. Oanh, đột nhiên, bên trong cơ thể Tiêu Phàm truyền ra một trận âm thanh ầm ầm, đó là thanh âm hồn lực thông suốt đang ở trong kinh mạch đang trùng kích. Theo cái âm thanh này vang lên, khóe miệng Tiêu Phàm hiện ra một vòng thiếu dung, hắn biết rõ, đây là cảm giác đột phá. Nhìn viên hồn tinh tam giai đỉnh phong bây giờ chỉ lớn như hạt đậu nành, Tiêu Phàm trực tiếp nuốt vào, nói, rốt cục đột phá đến chiến sĩ đỉnh phong, chỉ là hồn tinh càng ngày càng khó tìm a,
hiện tại nếu muốn đột phá, đoán chừng cần ít nhất phải tứ giai hồn tinh mới được. Nói đến đây, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cay đắng, khi hắn nhìn về phía tiểu ma nữ lại là phát hiện tiểu ma nữ đã biến mất. Không phải bị hồn thú tha đi rồi chứ? Tiêu Phàm lắp bắp nói, vừa dứt lời, hắn cảm giác lưng phát lạnh, một đạo trưởng cương từ phía sau đánh tới. Tiêu Phàm cảm giác tê dại cả da đầu, sau khi đột phá đến chiến sĩ đỉnh phong, hồn lực hắn cũng cường đại hơn nhiều, chẳng qua do vừa rồi hắn quá kích động nên không chú ý đến phía sau. Vào thời khắc nguy hiểm, Tiêu Phàm theo bản năng liền nhào về phía trước. Ầm một tiếng, thạch đầu chỗ Tiêu Phàm ngồi đột nhiên nổ tung, có thể tưởng tượng nếu như không phải hắn tránh kịp thì một kích này tuyệt đối sẽ lấy nửa cái mạng của hắn. Tiểu ma nữ, ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm tức giận, lạnh lùng nhìn đạo thân ảnh suy yếu phía trước, hiển nhiên người vừa xuất thủ chính là tiểu ma nữ. Đăng đồ tử, lưu manh đáng chết, bại hoại, ta muốn giết ngươi. Tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, vừa nói vừa khóc. Tiêu Phàm mặt sạm lại, ta cũng không có ức hiếp ngươi, ngươi tại sao lại khóc? Được được, đừng khóc nữa, không phải chỉ nhìn ngươi một cái thôi sao? Tiêu Phàm hơi mất kiên nhẫn nói, tiểu ma nữ rõ ràng có chút tính khí đại tiểu thư, chắc chắn có liên quan đến thân phận của nàng. Đồ lưu manh đáng chết, tiểu ma nữ gầm thét, một bộ dáng liều mạng hướng về Tiêu Phàm đi tới, chỉ là bởi vì thương thế còn chưa có khôi phục nên mỗi bước đi đều phải cố hết sức. Ta lưu manh làm sao? Ta đây là vì cứu ngươi a, nhìn một cái mà thôi. Ngươi lại không mất miếng thịt nào. Đồ lưu manh, ta hiện tại đã biết, người tốt không hảo báo, nếu là một người khác đoán chừng đã sớm đem ngươi. Người tốt giống như ta đây rất hiếm. Lưu manh đáng chết, hiện tại có khí lực đúng không? Vậy thì đi thôi, đừng kêu ta cõng ngươi, ta cũng không muốn bị người đánh lén. Ai muốn ngươi cõng, cút ngay. Hai người giống như oan gia trời sinh gặp mặt liền cãi lộn không ngừng, Tiêu Phàm cuối cùng mệt mỏi, lười tiếp tục nhao nhao cùng nàng. Thời gian gia tộc niên hội cũng càng ngày càng gần, ở lại Lạc Nhật Sơn mạch đối với Tiêu Phàm đã không còn nhiều giá trị, săn giết tứ giai hồn thú hắn làm không được, chém giết tam giai hồn thú cũng không đủ cho hắn tiếp tục đột phá. Đi nửa ngày, tiểu ma nữ rốt cục mệt mỏi, Tiêu Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Đồ lưu manh, ta đói. Tiểu ma nữ đáng thương nhìn Tiêu Phàm. Qua nửa ngày ở chung với hắn nàng cũng phát hiện hắn cũng không đáng ghét giống như trong tưởng tượng cậu nàng, chỉ là vừa nói xong câu đó nàng cũng có chút hối hận, trong lòng lắp bắp nói ta tại sao lại cầu hắn. Hắn chỉ là cái đồ lưu manh, ta chỉ là đói bụng mới cầu hắn, chờ ta khôi phục thương thế, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Đừng nhìn ta như thế, ta đi tìm một thức ăn đây, người tốt nhất đừng chạy lung tung bằng không bị hồn thú ăn mất thì khổ, tiểu gia có thể không còn để ý ngươi. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn tiểu ma nữ, bộ dáng vừa rồi mới có chút giống với nữ nhân a. Hừ, lưu manh đáng chết, lão nương vốn chính là nữ nhân. Tiểu ma nữ tức giận mặt đỏ tới mang tai, đáng tiếc, Tiêu Phàm đã đi không thấy tăm hơi, tiểu ma nữ lại thì thầm một câu, hừ, cũng không thương hoa tiếc ngọc người ta một chút. Tiêu Phàm hành tẩu ở trong rừng rậm, bốn phía tìm kiếm hồn thú cấp thấp. Sau những ngày lịch luyện vừa qua thì hiện tại hắn đã có thể di chuyển trong rừng mà không hề phát ra âm thanh. Tô Tuấn, ngươi phải nhớ kỹ, viên hồn tinh nhị giai đỉnh phong tiếp theo phải là của ta. Đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc, Tiêu Phàm vội vàng dừng bước, cẩn thận từng ly từng tí nấp vào trong bụi cỏ. Bên ngoài mười mấy mét có 10 đạo nhân ảnh, trong đó có 4 người Tiêu Phàm đã gặp qua chính là Tô Tuấn, Lâm Triều Dương, cùng 2 nam tử Liễu Thành kia. Những người còn lại đều là hạ nhân Liễu gia. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong lòng có loại dự cảm không tốt, trầm ngâm nghĩ, Tô gia cùng Lâm gia tại sao cùng Liễu Thành Liễu gia ở cùng một chỗ. Yên tâm, Tô Tuấn ta cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Không đợi hắn nghĩ minh bạch thì thanh âm Tô Tuấn đã lạnh lùng vang lên. Ta nói hai vị, hiện tại đã lúc nào rồi mà hai vị còn vì một cái chuyện nhỏ mà tranh nhau. Nam tử khôi ngô Liễu gia kia lông mày nhíu lại, cả giận nói. Liễu Đào, người đừng đứng đấy nói mát nữa, nếu không tìm được hồn tinh tam giai thì ngươi đột phá chiến sư cảnh bằng cách nào? Lâm Triều Dương châm chọc khiêu khích nói, căn bản không đem nam tử khôi ngô Liễu Đào để vào trong mắt. Lâm Triều Dương, người cũng đừng quên là Lâm gia cùng Tô gia ngươi gọi Liễu gia ta đến giúp đỡ, không có ta Liễu gia ta các ngươi muốn thu phục ấu thú tuyết sư. Đúng là nằm mơ, Liễu Đào còn chưa mở miệng.
Liễu Nham lập tức không vui nói. Tuyết sư con, Tiêu Phàm đang trốn ở trong bụi cỏ con ngươi co rụt lại, thiếu chút nữa thì kêu ra, lần này tam đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ chính là vì mưu đoạt ấu sư ấu thú Tuyết sư sao? Phải biết, Tuyết sư là ngũ giai hồn thú A, một khi trưởng thành chính là tồn tại cảnh giới chiến tông cường giả A, phóng nhãn cả tòa Tiêu Thành cùng Liễu Thành cũng không có cường giả cấp bậc chiến tông. Nếu quả thật để Tô gia cùng Lâm gia đạt được, về sau địa vị Tiêu gia ở Tiêu Thành sẽ như thế nào? Nhất định không thể để cho bọn hắn đạt được. Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói, rất sợ bị mấy người phát hiện, nín thở ngưng thần, vỉnh tai tử tế nghe ngóng. Làm rõ một chút, nhiệm vụ chính của chúng ta là thanh lý hồn thú xung quanh, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ được một chút nhị giai hoặc là tam giai hồn tinh. Hiện tại chúng ta chính là chờ trưởng bối trong gia tộc đem Tuyết sư dẫn đi rồi ba người chúng ta chui vào hang ổ Tuyết sư. Lần này ấu sư chỉ ít sẽ có ba con, chúng ta một người một con là được. Liễu Đào phá vỡ cục diện bế tắc nói. Nếu như vượt qua ba con, Lâm Triều Dương có chút không cam tâm. Vượt qua ba con ta mặc kệ, Liễu gia ta chỉ cần một con. Con người Liễu Đào thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Tô gia ta cũng chỉ muốn một con. Tô Tuấn cũng không chút do dự nói, ý hắn rất rõ ràng, nếu như số lượng không cao hơn ba con thì hắn cũng nhất định phải có một con. Tốt, liền quyết định như thế, nếu ít hơn ba con liền thuộc về các ngươi, còn nếu vượt qua ba con thì những con khác đều là của Lâm gia ta. Lâm Triều Dương cũng là sang sảng cười một tiếng, ba người xem như đạt thành một cái hiệp nghị đơn giản. Về phần trong lòng ba người tính toán cái gì thì ai cũng không biết. Sau một khắc từ phía xa truyền đến từng đợt âm thanh, mười mấy thân ảnh liền xuất hiện đi đến bên cạnh bọn Tô Tuấn, sau đó trực tiếp chia ba hướng. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người những người này, tất cả đều là chiến sư cảnh giới, từ vết máu trên người bọn chúng có thể thấy bọn chúng cũng là đám người dọn dẹp hôn thú xung quanh. Tiêu Phàm rốt cục minh bạch vì sao bản thân mấy ngày nay lại nhìn thấy nhiều hồn thú tam giai như vậy, thì ra tất cả đều do bọn chúng đuổi ra, tất cả chỉ vì ấu sư. Hưu, đột nhiên, một đạo âm thanh bén nhọn từ trên không vang lên, pháo hoa ở trên không nở rộ mà, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn pháo hoa phía trên mặt lộ ra tiếu dung. Đã đến giờ, chúng ta đi. Lâm Triều Dương hết sức kích động, dẫn đầu hướng về phía trước đi đến, Tô Tuấn cùng Liễu Đào cau mày một cái cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy đám người đi xa, Tiêu Phàm trong lòng thập phần do dự, lấy thực lực bản thân hắn không thể nào là đối thủ của tam đại gia tộc. Cho dù đột phá chiến sư cũng không được. Vì ấu sư, tam đại gia tộc chiến tôn cường giả đều xuất động, mà hắn chỉ là một tên chiến sĩ nho nhỏ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị đứng dậy thì bả vai giống như bị điện giật, điều này làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, không chút do dự một trường vỗ ra. Đồ lưu manh, là ta. Một tiếng quát khẽ vang lên, bàn tay Tiêu Phàm dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn thân ảnh trước mắt. Đây không phải là tiểu ma nữ sao? Sao lại là ngươi? Tiêu Phàm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, một người thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng mình, nếu như có sát tâm thì hắn hẳn đã chết không chút nghi ngờ rồi. Tiểu ma nữ mặt phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, còn tưởng rằng ngươi đi tìm đồ ăn, ta chờ nửa ngày không thấy ngươi trở về, ta liền đi tìm ngươi, mà việc khi nãy nàng cũng nghe thấy. Tiểu ma nữ tà tà cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Đôi mắt linh động chớp động, rất có tư sắc cùng vận vị. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Phàm bị dọa đến vội vàng lui ra phía sau mấy bước, hắn làm sao không biết ý đồ của tiểu ma nữ. Ngươi nói đi, tiểu ma nữ cười càng thêm tà ác, nói ra, ngũ giai hồn thú ấu thú, rất đáng tiền a, nếu không bắt được một con ta sẽ rất hối tiếc đấy. Đáng tiền, Tiêu Phàm mặt sạm lại, vội vàng khuyên nhủ tiểu ma nữ. Ngươi phải hiểu rõ tam đại gia tộc xuất động chiến tôn cường giả, dù sao một đầu ngũ giai tuyết sư thì cho dù cùng giai chiến tông cũng chưa hẳn là đối thủ. Ta biết a, chính bởi vì như thế cho nên chúng ta mới không thể bỏ qua cơ hội này, những chiến tôn cảnh đó bị cầm chân, hiện tại chỉ còn lại tu sĩ chiến sư cảnh, huống chi chúng ta còn có thể đánh lén nha. Tiểu ma nữ tươi cười sán lạn, Tiêu Phàm đề phòng nhìn tiểu ma nữ, nhà đầu này quả thật là không sợ trời không sợ đất. Dám đoạt đồ vật từ trong tay một đám chiến sư, đây là phải dùng mạng để đánh cuộc a. Đi thôi, chỉ có thế này mà cũng sợ, ngươi có phải là nam nhân hay không? Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, tiểu ma nữ đã theo hướng bóng người tam đại gia tộc.
Tiêu Phàm cau mày một cái, trong quyết đoán nói, muốn mạnh lên, nhất định phải có đầy đủ dũng khí, bất luận sự tình có nguy hiểm cỡ nào, nguy hiểm càng lớn thì thu hoạch càng cao. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, cũng không chút do dự truy theo, hắn cũng biết rõ khuyết điểm bản thân chính là làm cái sự tình gì cũng đều sẽ suy tính sâu xa, nhưng một khi cơ hội đến cũng sẽ không cho ngươi thời gian để suy tính, ngươi chỉ cần có dũng khí để quyết định mà thôi. Tiểu ma nữ, ngươi không đói bụng. Tiêu Phàm đuổi kịp tiểu ma nữ, mở miệng hỏi. Vừa mới làm thịt hai đầu nhất giai phong thỏ, mặc dù thịt không ngon nhưng coi như không tệ. Tiểu ma nữ cười nói. Tiêu Phàm hoàn toàn bị tiểu ma nữ đánh bại, trong lòng mắng to ngươi là không đói bụng, nhưng ta còn đói a. Giống lúc này, một tiếng sư hống đinh tai nhức óc từ xa truyền đến, nơi đó đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nhanh, ngũ giai tuyết sư đã bị cuốn lấy. Lâm Triều Dương bọn hắn cấp tốc đi về phía trước, thời gian cho bọn hắn không nhiều, nếu như ngũ giai tuyết sư phản ứng tới, đến lúc đó người chết chính là bọn hắn. Cường giả chiến tôn cảnh cầu tam đại gia tộc tuyệt đối không phải đối thủ của ngũ giai tuyết sư, bọn hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, mà Tô Tuấn bọn hắn chính là trong thời gian này đem ấu sư trộm đi ra. Rất nhanh, một cái sơn động to lớn xuất hiện trước mắt đám người, tam đại gia tộc chiến sư cảnh tất cả đều dừng bước lại, chỉ có Tô Tuấn, Lâm Triều Dương cùng Liễu Đào ba người hướng về trong động khẩu đi đến, tam đại gia tộc đề phòng lẫn nhau, như lâm đại địch. Ăn cắp ngũ giai tuyết sư, vậy mà để thiếu chủ bọn hắn đi, đúng là không biết sống chết a. Tiểu ma nữ cười lạnh nhìn ba người Tô Tuấn biến mất ở cửa động. Ngươi không biết ngũ giai hồn thú đối với tam đại gia tộc có ý nghĩa như thế nào sao? Nói với người nắm giữ bát phẩm chiến hồn như ngươi cũng không hiểu. Tiêu Phàm liếc nhìn tiểu ma nữ. Hắn biết rõ tiểu ma nữ thân phận bất phàm, nàng nắm giữ bát phẩm chiến hồn, tự nhiên không đem ngũ giai hồn thú để ở trong mắt, nhưng đối với những tiểu gia tộc như bọn hắn, ngũ giai hồn thú chính là nội tình để trấn tộc a. Nếu để cho bọn hạ nhân trộm đi ấu thú chạy trốn thì phải làm sao bây giờ? Gia chủ tam đại gia tộc đương nhiên sẽ không vui lòng, cho nên yên tâm nhất chính là đem việc này giao cho nhi tử bọn hắn. Đồ lưu manh, ngươi nói nếu như bây giờ chúng ta thả một cái đạn tín hiệu sẽ thế nào? Tiểu ma nữ đột nhiên cười nói. Nhìn tiểu ma nữ ngọt ngào mỉm cười, hắn cảm giác thân thể một trận run rẩy, mồ hôi lạnh thẩm thấu vào quần áo hắn, nói, vậy trước tiên ngươi hãy để ta chạy xa ra một chút, với lại ta không phải là đồ lưu manh, ta tên là Tiêu Phàm. Dứt lời, Tiêu Phàm không chút do dự bỏ chạy, hắn dùng mông cũng có thể nghĩ khi tiểu ma nữ này thả đạn tín hiệu ra sẽ xảy ra chuyện gì. Đồ nhát gan, tiểu ma nữ trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, sau đó thi triển thân pháp quỷ dị tiến gần đến đám người của tam đại gia tộc, chiến kỹ thân pháp của nàng đúng là bất phàm, cả đám chiến sư đều không một ai phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Siêu một tiếng, một vệt sáng bắn thẳng lên trời, một đám chiến sư lập tức mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra, là tên khốn kiếp nào thả đạn tín hiệu, thiếu chủ, mau ra đây, tuyết sư sắp trở về. Chiến sư tam đại gia tộc gầm thét, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sát cơ lộ ra. Cùng lúc đó, bên trong cổ lâm cách mấy dặm, một mảnh hỗn độn, cổ thụ sụp đổ vô số, mặt đất bụi bặm cuồn cuộn, một đầu dài 7-8 mét tuyết bạch sư tử hai mắt đỏ bừng, lạnh lùng nhìn xung quanh lục đại chiến tôn cường giả, nhe răng trợn mắt, mặt mũi dữ tợn. Trên người nó cũng lưu lại vài đạo vết máu, lục đại chiến tôn cường giả cũng không phải ăn chay, làm cho nó bị thương nhẹ. Bất quá lục đại chiến tôn cường giả càng thêm tả tơi, toàn thân chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, nơi xa có một đạo âm thanh pháo hoa nở rộ vang lên. Thành công, mau lui lại. Một tên chiến tôn cường giả mở miệng để lại một câu nói liền xoay người rời đi, một người khác cũng xoay người bỏ chạy cùng người này. Đi, bốn người khác cũng không chút do dự, bọn hắn sáu người đều không phải đối thủ của tuyết sư, huống chi hiện tại chỉ có bốn người. Hơn nữa hiện tại ấu sư đã tới tay, đã xong việc liền có thể thối lui. Đang lúc lục đại chiến tôn cảnh cường giả rời đi thì tại nơi xa nhóm chiến sư của tam đại gia tộc lại là vô cùng nóng nảy tựa như con kiến đang bò trên lò lửa, bọn hắn không ngừng la lên danh tự ba người Tô Tuấn. Cũng khó trách bọn hắn vội vã như thế, nếu như ngũ giai tuyết sư trở về thì bọn hắn đều muốn chôn thây tại đây. Thế nào, có ý tứ chứ? Tiểu ma nữ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Người quả nhiên là ma nữ, trò đùa này có chút hung ác a, bất quá, ta thích. Tiêu Phàm cười ha ha,
Tô gia cùng Lâm gia cùng là Tiêu Thành tam đại gia tộc, Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương cũng không ít lần đùa giỡn Tiêu Phàm trước kia, nếu như bọn hắn có thể chết ở chỗ này, vậy cũng đỡ cho bản thân khỏi phải xuất thủ. Tiểu ma nữ sắc mặt ửng đỏ, đột nhiên hung dữ nhìn Tiêu Phàm nói, ai muốn ngươi thích chứ, hừ. Làm nữ nhân đừng hung ác như thế, cẩn thận không gả đi được. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, bản thân vừa nãy không cẩn thận nói nhầm. Người muốn cưới lão nương có thể xếp thành mấy con phố. Tiểu ma nữ lơ đễnh nói, nhìn thấy đám người tam đại gia tộc đang sốt ruột, trên mặt nàng rất vui vẻ. Tại cửa động rốt cục cũng xuất hiện ba đạo thân ảnh, trong ngực ba người đều ôm một con tuyết bạch sư tử con, lông xù, híp hai mắt, cực kỳ đáng yêu. Gấp cái gì, vội vã đi đầu thai sao? Lâm Triều Dương lạnh lùng hướng về đám người gầm thét một tiếng, nhưng mà sau một khắc lông tơ toàn thân hắn dựng đứng, dùng mình nhìn lên không trung. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu tuyết sư dài 8 mét to lớn đang từng bước đi đến, miệng lộ răng nanh, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm bọn hắn. Chạy, đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của đám người. Tại trước mặt ngũ giai hồn thú, tuyết sư, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy nhỏ bé, đây chính là tồn tại tương đương với chiến tông, bọn hắn chỉ là chiến sư còn chẳng đủ cho nó nhét kẽ răng nữa. Giống, tuyết sư gầm thét, con người băng lãnh nhìn chằm chằm ba người Tô Tuấn, bởi vì trong tay ba người đang con của nó. Tô Tuấn, Lâm Triều Dương cùng Liễu Đào ba người toàn thân run rẩy, thân thể có chút không nghe theo sai khiến, tay chân lạnh buốt, sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi ba người thầm mắng trong lòng. Không phải tuyết sư đang bị cầm chân sao, tại sao sớm như vậy đã trở về rồi? Thiếu chủ, không biết ai thả ra đạn tín hiệu, gia chủ bọn hắn khẳng định nghĩ chúng ta đã thành công thoát đi. Một tên chiến sư Tô gia cười khổ nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Là cái tên khốn kiếp nào? Lâm Triều Dương cùng Liễu Đào phẫn nộ gào thét, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua tất cả mọi người ở đây, phẫn nộ chiến thắng trong lòng sợ hãi. Một đám chiến sư đưa mắt nhìn nhau kinh hồn táng đảm, bọn hắn làm sao biết là ai, chỉ có tiểu ma nữ đang núp trong bóng tối cười đến không ngậm miệng được. Lúc này còn cười, vạn nhất chúng ta bị tuyết sư chú ý thì làm sao bây giờ? Tiêu Phàm tức giận nhìn tiểu ma nữ. Đúng a, tiểu ma nữ không tim không phổi trong nháy mắt nụ cười cứng lại, giờ phút này nếu như chạy trốn thì tuyệt đối sẽ bị tuyết sư xem như người đoạt con của nó, tuyết sư tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nơi xa, tuyết sư đi từng bước một hướng ba người Lâm Triều Dương, cỗ uy áp kia để ba người có chút không thở nổi, tại trước mặt ngũ giai hồn thú tuyết sư, vô luận là tu vi hay hình thể thì bọn hắn đều kém quá nhiều, bọn họ như là sâu kiến. Đừng tới, lại tới ta liền giết nó. Đột nhiên, Lâm Triều Dương trong mắt hung ác, dùng tay nắm vào cổ ấu sư, trên mặt lộ vẻ dữ tợn quát. Ấu sư bị đau không ngừng giãy giụa. Lâm Triều Dương lại lấy ra một chuôi kiếm sát hướng về bụng của ấu sư. Quả nhiên, tuyết sư thấy thế vội vàng ngừng bước chân, nhe răng trợn mắt gào thét. Một đám chiến sư bị dọa đến run lẩy bẩy nhẹ thở phào, xem ra tuyết sư cũng kiêng kỵ con nó bị giết. Tôn kính tuyết sư các hạ, chúng ta nguyện ý trả lại hài tử cho ngài, hy vọng ngài thả cho chúng ta một con đường sống. Cũng đúng lúc này, Tô Tuấn đột nhiên tiến lên một bước. Hai tay ôm ấu sư đang ngủ say trong ngực hướng phía trước đi mấy bước. Tô Tuấn, ngươi làm cái gì? Lâm Triều Dương cực kỳ tức giận, ta đã chuẩn bị tốt tinh thần liều mạng còn Tô Tuấn ngươi lại chuẩn bị đầu hàng. Không thể nghi ngờ hành động của Tô Tuấn để cho người Lâm gia rất khó chịu, nhưng đám người Tô gia trong lòng lại chấn động một cái, đây mới là một cái quyết định đúng đắn a. Cùng ngũ giai hồn thú liều mạng, chiến sư bọn hắn cho dù có 10 cái mạng đi chăng nữa cũng không đủ để liều. Tuyết sư gầm nhẹ, nhân tính hóa gật gật đầu, đạt tới cảnh giới ngũ giai nó đã có linh trí, chỉ là không thể miệng nói tiếng người mà thôi. Tô Tuấn không chút do dự mang theo tộc nhân rời đi, Liễu Đào thấy thế, cũng vội vàng ôm ấu sư đi qua, cung bái nói, ta cũng nguyện ý thả hài tử của ngài, xin tuyết sư các hạ tha chúng ta một mạng. Liễu Đào, ngươi, Lâm Triều Dương tức giận sắc mặt đỏ bừng, trên trán gân xanh như là tiểu trùng đang ngọ nguậy. Liễu Đào lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Triều Dương, mang theo tộc nhân Liễu ra rời đi, sau một lát, chỉ còn lại nhóm Lâm Triều Dương đứng ngốc trệ tại chỗ. Tôn kính tuyết sư các hạ, ta cũng nguyện ý thả ngài hài tử. Rằng co chốc lát, Lâm Triều Dương rốt cục nhìn không được, nơm nớp lo sợ mở miệng, hắn biết rõ bản thân trước đó làm một cái quyết định sai lầm nhất,
vậy mà uy hiếp ngũ giai tuyết sư. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, tuyết sư đột nhiên động, móng vuốt sắc bén hướng về Lâm Triều Dương vung đi, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, từng đạo lợi mang sắc bén lấp lóe, một đám chiến sư Lâm gia nhao nhao bị đánh chết. Lâm Triều Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng đem ấu sư ngăn ở trước người, tuyết sư mặc dù thu tay lại rất nhanh nhưng ấu sư vẫn mém chút bị đánh chết. Lâm Triều Dương bị dọa vội vàng đem ấu sư ném ra, xoay người chạy. Giống, tuyết sư triệt để phẫn nộ, làm sao cho phép Lâm Triều Dương chạy trốn, một móng vuốt hướng về phía dưới vung đi. Đừng tổn thương con ta, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy lục đại chiến tôn cường giả đã quay lại. Bọn hắn đã ước định địa phương chờ đợi người của tam đại gia tộc, thế nhưng là chờ nửa ngày tam đại gia tộc người vẫn chưa tới, lục đại chiến tôn lúc này mới vội vàng hướng trở về, quả nhiên như bọn hắn sở liệu, đã xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Nhất là Lâm gia gia chủ, hắn phẫn nộ tới cực điểm, một bãi thi thể trên mặt đất đều là người Lâm gia bọn hắn, hơn nữa con trai Lâm Triều Dương của hắn sắp bị đánh chết. Phốc, tuyết sư căn bản không thèm để ý, lợi chảo vung qua. Thân thể Lâm Triều Dương hóa thành thịt vụn, huyết vụ vẫn chưa tan biến trong hư không. Không dừng lại ở đó, tuyết sư bỗng nhiên quay người thẳng hướng đám người Lâm ra, phía sau nó là hai đầu ấu thú. Giết con ta, người cũng phải chết. Lâm gia gia chủ phẫn nộ gào thét, sau lưng hắn hiện lên một đạo bóng đen to lớn, mông lung, chỉnh thể nhìn qua giống như một đầu lão hổ, chính là tứ phẩm chiến hồn huyễn ảnh hổ. Giúp ta làm thịt tên này. Hai đầu ấu sư kia thuộc về các ngươi. Lâm gia gia chủ cơ hồ điên cuồng, vì là cho con trai của hắn Lâm Triều Dương cùng tộc nhân Lâm gia báo thù, hắn đã trở nên liều lĩnh. Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tô gia gia chủ Tô Hàn gật đầu, sau lưng hắn đồng dạng xuất hiện một cái hư ảnh hầu tử dương nanh múa vuốt, lộ ra một cỗ khí thế sắc bén, chính là tứ phẩm chiến hồn, Thanh Phong Hầu. Đồng dạng, Liễu gia gia chủ cũng phóng xuất ra chiến hồn. Mang theo một tên chiến tôn cường giả khác của Liễu gia cùng nhau đi lên, lục đại chiến tôn cường giả, lần nữa đem tuyết sư vây quanh ở trung ương. Nơi xa, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ nhìn chiến đấu phía xa, vừa mới chuẩn bị lui lại nhưng ánh mắt hai người đồng thời rơi vào thi thể ấu sư cách đó không xa. Thật là đáng tiếc a, một đầu ấu sư liền chết đi như vậy. Tiểu ma nữ lắc đầu thở dài. Nàng biết rõ lục đại chiến tôn cường giả đã xuất hiện thì bọn hắn không còn cơ hội nào lấy được ấu sư. Chết sao, Tiêu Phàm cau mày, chẳng biết tại sao hắn cảm giác ấu sư kia còn chưa có chết đi. Đồ lưu manh, ngươi làm cái gì? Ấu sư này chỉ là chiến linh cảnh giới, hồn tinh không có nhiều tác dụng. Nhìn thấy Tiêu Phàm chậm rãi hướng về thi thể của ấu sư, tiểu ma nữ gầm nhẹ nói, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm không để ý. Hắn cũng không phải là vì hồn tinh mà là cảm giác ấu sư kia không chết, khi hồn lực của hắn chạm vào ấu sư thì bạch thạch bên trong cơ thể đột nhiên run lên. Sau vài hơi thở, Tiêu Phàm rốt cục đi tới bên cạnh ấu sư, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy ấu sư, nhìn vết thương dữ tợn trên bụng ấu sư hắn khẽ nhíu mày. Bạch thạch cảm giác quả nhiên không sai, ấu sư còn chưa có chết, bạch thạch có thể trị liệu cơ thể mình không biết có thể đem ấu sư cứu về không. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến. Lập tức, hồn lực trong thể tràn ra, hướng về phía vết thương của ấu sư thẩm thấu vào, bên trong đan điền bạch thạch tản ra quang mang yếu ớt, trong chớp nhoáng này Tiêu Phàm cảm giác toàn thân thư thái. Nhưng mà, làm cho Tiêu Phàm chấn kinh là vết thương phần bụng ấu sư vậy mà lấy mắt thường có thể nhìn thấy nó khôi phục một cách nhanh chóng, nếu như không phải tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không tin đây là thật. A, lông ấu sư này làm sao biến thành màu vàng kim nhạt? Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện ra sự tình cổ quái, không khỏi xoa xoa con mắt, liên tục xác định mấy lần, hắn mới phát hiện bản thân cũng không nhìn lầm. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ấu sư này đã biến dị biến thành một loại hồn thú khác. Hồn thú biến dị, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, hắn biết rõ bất luận hồn thú biến dị nào đều sẽ vượt qua phẩm giai ban đầu của nó, nói cách khác, ấu sư này ít nhất có thể trở thành lục giai hồn thú. Thậm chí có khả năng biến dị càng cao cấp hơn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khó khăn ức chế kích động trong lòng, lục giai hồn thú đại biểu cho cái gì? Hắn hiểu rõ, nếu ấu sư này thuận lợi trưởng thành thì nhất định sẽ có cảnh giới ngang với chiến vương. Nếu may mắn có thể trở thành thất giai hồn thú, đó là cảnh giới của tuyệt thế cao thủ chiến hoàng A. Phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương Triều, Tiêu Phàm cũng chưa từng nghe thấy có tồn tại chiến hoàng cường giả.
Chẳng lẽ đây chính là một loại năng lực khác của bạch thạch, làm cho hồn thú có thể biến dị? Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều, nếu trước đó hắn chỉ muốn cứu sống đầu ấu sư này thôi thì hiện tại hắn thực sự muốn thu lấy đầu ấu sư đã biến dị này. Đồ lưu manh, người đang làm cái gì? Còn không mau đi, tiểu ma nữ đi tới sau lưng Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, sau một khắc nàng đột nhiên trợn to hai mắt nhìn ấu sư, thiếu chút nữa hô lên, chú nhóc này không phải chết sao? Nó chưa chết, là ngươi nhìn lầm thôi. Tiêu Phàm cười cười, là ngươi cứu sống hắn. Tiểu ma nữ kinh dị nhìn Tiêu Phàm từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu Tiêu Phàm vậy. Chiến hồn của ta có năng lực chữa trị. Tiêu Phàm gật gật đầu, chỉ cần không bại lộ sự tình ấu sư biến dị kia, mọi thứ đều không vấn đề. Dù sao trong thiên hạ, chiến hồn hệ chữa trị mặc dù thưa thớt nhưng vẫn tồn tại. Giống nơi xa truyền đến tiếng kinh thiên nộ hống của tuyết sư. Nó muốn bảo vệ con nó nên trên thân đã bắt đầu xuất hiện nhiều đạo vết thương khủng bố. Bất quá, lục đại chiến tôn cường giả đối diện cũng chẳng tốt đẹp gì, Lâm gia gia chủ bản thân bị trọng thương, toàn thân máu me đầm đìa, bộ dáng giống như muốn cùng tuyết sư đồng vu quy tận. Lâm gia chủ, tuyết sư đã bắt đầu phát cuồng, nếu như còn tiếp tục đánh thì chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này. Liễu gia gia chủ Liễu Thành sắc mặt khó coi nói, hiển nhiên hắn đã bắt đầu sinh ra thoái ý. Các ngươi không thể nói không giữ lời. Lâm gia gia chủ trợn mắt chừng một cái, hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn trơ mắt nhìn nhi tử bị giết ngay trước mặt nhưng không thể báo thù. Nói không giữ lời, ấu thú ngũ giai hồn thú mặc dù đáng ngưỡng mộ, nhưng nếu để cho chúng ta đem mạng để lại chỗ này thì con ấu sư kia ta cũng không cần. Liễu Thành rên một tiếng, sau đó hướng về một tên chiến tôn của Liễu gia nói, đi. Hai người không chút do dự chạy trốn. Chỉ trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Hỗn trướng, Lâm gia gia chủ gầm thét, nhưng kết quả cũng không thể nào cải biến được. Lâm huynh, xin lỗi, chúng ta đã cố hết sức. Tô gia gia chủ sầm mặt lại, sáu người đều không phải là đối thủ của tuyết sư, hiện tại chỉ còn bốn người thì làm sao mà đánh. Gia chủ, đi mau. Một tên chiến tôn cường giả của Lâm gia kêu to, thân hình không chút do dự lui về phía sau. Lâm gia gia chủ sắc mặt khó xử vô cùng, khẽ cắn môi chuẩn bị thối lui, nhưng tuyết sư đột nhiên nhảy lên cao, móng vuốt sắc bén hướng về hắn quét tới, tốc độ cực nhanh, căn bản muốn tránh cũng không được. Muốn chết liền cùng chết a! Lâm gia gia chủ gầm thét, hắn biết đã không còn đường lui nên liền liều mạng. Tứ phẩm chiến hồn, huyễn ảnh hổ phía sau hắn ngửa mặt lên trời vừa giống, hồn lực khủng bố phóng thích về hướng tuyết sư. Phốc, một tiếng vang giòn. Chiến hồn, huyễn ảnh hổ bị một chảo của tuyết sư xé nát, hóa thành một đám năng lượng hồn lực phân tán bốn phía, Lâm gia gia chủ phun ra một ngụm nghịch huyết, chiến hồn bị chảm, hắn cũng đã cùng đường mạt lộ. Tuyết sư không hạ thủ lưu tình, móng vuốt lăng lệ tiếp tục phung xuống trực tiếp đem Lâm gia gia chủ xé thành huyết vụ, tên cường giả còn lại của Lâm gia thấy thế liền xoay người chạy. Đi mau, tiểu ma nữ cũng phản ứng lại, lục đại chiến tôn cảnh cường giả trốn năm chết một. Bọn hắn sao có thể là đối thủ của tuyết sư? Tiêu Phàm thấy thế, ôm ấu sư nhấc chân chạy. Oanh, mặt đất đột nhiên rung động, một thân ảnh to lớn ầm vang rơi xuống đất ngăn ở trước mặt hai người, con người tuyết sư đỏ bừng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm làm đám người Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ dọa cho phát sợ, thân thể trong nháy mắt lạnh buốt. Chiến sư cùng chiến sĩ tại trước mặt ngũ giai hồn thú quá mức nhỏ bé, căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Ta không có ác ý. Chỉ là chữa thương cho con trai của ngươi mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng mở miệng nói, mặc dù khi hắn nói ra lời này ngay cả bản thân hắn còn không tin nhưng hắn biết rõ nếu tiếp tục ôm lấy con của nó, người chết chính là hắn. Tiểu ma nữ cũng khẩn trương tới cực điểm, sắc mặt có chút trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu thấm đẫm y phục, nàng bình thường không sợ trời không sợ đất nàng, nhưng lúc đứng trước mặt tuyết sư lại không dám thở mạnh. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đặt ấu sư xuống. Nhưng vừa khi đặt xuống tuyết sư lại gào thét một tiếng, móng vuốt hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ như rớt vào hầm băng, ngũ giai hồn thú tuyết sư cho dù bản thân bị trọng thương nhưng cũng không phải hai người bọn họ có thể so sánh, thậm chí ngay cả cơ hội liều mạng đều không có, hai người đều nhắm chặt mắt chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái chết. Nhưng mà... giống, ấu sư đột nhiên gầm lên giận dữ, bộ lông vàng nhạt đột nhiên lóe lên quang mang. Phẫn nộ nhìn chằm chằm tuyết sư, ngăn ở trước mặt Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ chỉ cảm thấy một cỗ kình phong lăng lệ từ trên mặt sượt qua, da rẻ đều mém chút bị cắt ra, hai người tim đập rộn lên, chậm rãi mở ra hai mắt. Lúc này bọn hắn mới phát hiện lợi trảo tuyết sư đã dừng lại cách một thước ở trước người hai người, chỉ cần lại gần chút xíu nữa thì hai người tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm lần thứ nhất cảm nhận tử vong cách bản thân gần như vậy, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Giống giống một trận tiếng gầm từ dưới chân Tiêu Phàm truyền đến, đầu ấu sư nhẹ nhàng cọ cọ vào bắp chân hắn, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Tuyết sư thấy thế, chậm rãi thu hồi lợi trảo, gầm nhẹ một tiếng quay người hướng về sơn động đi đến. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ có cảm giác đi một vòng quỷ môn quan, nhịp tim mới dần dần hồi phục, khi Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi lại là phát hiện tiểu gia hỏa kia đang ngậm ống quần hắn, hướng phương hướng sơn động kéo đi. Ngươi để cho ta cùng đi lên. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, hắn giờ phút này không thể rời khỏi nhưng ở lại vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên, tuyết sư dừng bước, xoay đầu lại hướng về phía Tiêu Phàm gật gật đầu. Tiêu Phàm đâu còn dám do dự liền tiến về phía trước, tiểu ma nữ nắm góc áo Tiêu Phàm cùng đi theo, nàng cũng không muốn một mình lưu lại chỗ này. Tuyết sư ngậm hai đầu ấu sư đi vào sơn động. Còn con ấu sư màu vàng nhạt lại vô cùng lanh lợi vui vẻ đi theo, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí theo nó đi vào. Sơn động rất lớn cũng rất rộng rãi, một mực hướng về phía dưới, cũng không có tối tăm như suy nghĩ của Tiêu Phàm, hai bên ánh sáng của thạch nhũ lập lòe tản ra một cỗ linh khí nồng đậm. Cũng không biết tiến lên bao xa, tuyết sư rốt cục dừng lại, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ đứng cách tuyết sư không xa, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đó là linh nhũ. Màu sắc như thế chỉ ít phải hơn trăm năm a. Tiểu ma nữ đột nhiên kinh hô một tiếng làm Tiêu Phàm giật mình hô lên, hắn vội vàng che miệng nàng lại. Nhìn theo ánh mắt của tiểu ma nữ, cách đó mười mấy mét có một thứ gì đó đậm đặc giống như quỳnh tương ngọc dịch lại giống như chất lỏng, óng ánh trong suốt, lóe lên hồng quang chói sáng. Cho dù xa như vậy cũng có thể ngửi được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, Tiêu Phàm mặc dù chưa thấy qua linh nhũ nhưng hắn biết linh nhũ đáng quý. Bên trong linh nhũ ẩn chứa thiên địa linh khí còn thuần túy hơn hồn tinh rất nhiều. Bất quá, tuyết sư còn chưa có biểu hiện gì thì hai người mặc dù muốn đến chỗ linh nhũ kia cũng không dám manh động. Tuyết sư đầu hất lên, trực tiếp đem hai đầu ấu sư ném vào bên trong linh nhũ, Tiêu Phàm và tiểu ma nữ ực ực lấy vài ngụm nước miếng, trên mặt lộ ra thần sắc ước ao ghen tị. Giống, lúc này, ấu sư dưới chân Tiêu Phàm ngậm ống quần Tiêu Phàm hướng về phương hướng linh nhũ kéo đi. Tiêu Phàm cười khổ, ánh mắt nhìn về phía tuyết sư, chỉ thấy tuyết sư nhẹ nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hơi hơi xá nói, trong lòng vô cùng kích động. Tiêu Phàm, cho ta theo với. Tiểu ma nữ trong mắt ánh sao lấp lánh, một mặt cầu khẩn nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm xem thường nhìn tiểu ma nữ, nhà đầu này vào lúc có chỗ tốt liền mặt dày mày dạn dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ, vào lúc không có chỗ tốt thì liên như một con cọp mẹ. Bất quá, hắn vẫn là nhìn về phía tuyết sư nói, tiền bối, mới vừa rồi là nàng hỗ trợ ta mới có thể cứu nhi tử ngài. Tuyết sư liếc mắt tiểu ma nữ, cũng không nói thêm cái gì, tiểu ma nữ lập tức hưng phấn vô cùng, hướng về phía tuyết sư bái nói, tạ ơn tuyết sư tiền bối. Kim sắc ấu sư thấy thế liền lập tức vui vẻ, lập tức hướng về bên trong linh nhũ chỉ chạy đi, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ tự nhiên cũng không chút do dự. Cơ hội tốt như thế này bọn hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ. Linh nhũ trăm năm trở lên, đừng nói bọn hắn chỉ là chiến sư cùng chiến sĩ, coi như là chiến tôn cũng sẽ tuyệt đối tranh nhau vỡ đầu. Hai người Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ nhảy vào bên trong linh nhũ trì, tiểu ma nữ không chút do dự triệu hồi ra bát phẩm chiến hồn, Ngân Hoàng Đằng. Tuyết sư nhìn thấy bát phẩm chiến hồn, con người mạnh mẽ co lại, rất hiển nhiên nàng cũng nhận ra bát phẩm chiến hồn, Ngân Hoàng Đằng. Nếu như không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì nhất định có thể tấn cấp chiến đế A. Nhưng mà sau một khắc để cho nàng càng thêm chấn kinh là bên trong linh nhũ trì, thiên địa linh khí điên cuồng hướng về thân thể Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới, tốc độ hấp thu linh lực ngay cả tiểu ma nữ đều không bằng. Đồ lưu manh, chiến hồn của người là gì thế? Tốc độ hấp thu linh lực làm sao nhanh như vậy? Tiểu ma nữ cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tốc độ hấp thu này đâu chỉ nhanh mà còn là rất khủng bố. Nàng nắm giữ bát phẩm chiến hồn A, nhưng tốc độ hấp thu linh khí cũng không thể so sánh cùng với Lâm Dịch, điều này đại biểu cho cái gì nàng biết rất rõ ràng, chiến hồn của Tiêu Phàm có khả năng vượt qua bát phẩm. Ta cũng không biết,
Tiêu Phàm nhún vai cười một tiếng. Không nói thì không nói. Tiểu ma nữ bĩu môi, trong lòng mặc dù khó chịu nhưng vẫn không muốn lãng phí thời gian hấp thu linh nhũ. Một trượng xung quanh linh nhũ chỉ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, tuyết sư một mực tại lẳng lặng nhìn xem, đối với linh nhũ kia cũng không có quá nhiều hứng thú. Nó trước đó đã trải qua linh nhũ tẩy lễ, hiện tại linh nhũ đối với nó đã không còn tác dụng quá lớn, miễn cưỡng chỉ có thể chữa thương mà thôi. Thời gian trôi qua, khi linh nhũ hạ xuống 1/3 thì trong cơ thể Tiêu Phàm truyền ra một trận âm thanh ầm ầm, tựa như một đạo gông xiềng đã bị phá vỡ. Tuyết sư híp hai mắt, nó biết rõ Tiêu Phàm đã đột phá đến chiến sư cảnh. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, nhắm hai mắt, tinh tế cảm thụ được toàn thân biến hóa, đột phá chiến sư cảnh, hắn hiển nhiên còn chưa hài lòng. Bất quá, hắn cảm nhận thấy hồn lực bản thân cường đại hơn lúc trước gấp 10 lần, hơn nữa, U Linh chiến hồn có vẻ như cũng biến lớn mấy phần, nhìn qua càng thêm thần bí khó lường. Chỉ có bạch thạch vẫn lẳng lặng nằm bên trong đan điền, trừ phát ra bạch mang yếu ớt thì không còn dị động khác. Sau một hồi, tiểu ma nữ cũng rốt cục đột phá đến chiến sư hậu kỳ, thương thế trên người nàng tất cả đều phục hồi như cũ, cả người nhìn qua càng thêm thanh tú linh động. Đương nhiên, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không bị bề ngoài của nàng mê hoặc, tiểu ma nữ này bề ngoài giống như là tiên nữ, nhưng trong nội tâm lại là ma nữ tràn đầy ma tính. Đồng thời, ba đầu ấu sư ở đây cũng nhanh chóng đột phá, hình thể bọn chúng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ không ngừng biến lớn, hơn nữa, có thể rõ ràng nhìn thấy kim sắc ấu sư kia hình thể rõ ràng to hơn hai con còn lại một vòng. Tuyết sư thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trên người Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng. Đáng tiếc mặc cho nó có quan sát như thế nào thì Tiêu Phàm ngoại trừ tốc độ hấp thu linh khí nhanh một chút cũng không có gì khác thường, hắn chỉ giống như một người bình thường. Sau một ngày linh nhũ chỉ rốt cục thấy đáy, khí thế trên người Tiêu Phàm lại thay đổi, thể nội lại truyền ra một trận âm thanh ầm ầm giống như sóng lớn vỗ bờ. Khí lưu quanh người vũ động, ba đầu ấu sư cùng tiểu ma nữ ném chút bị thổi bay. Tuyết sư không chút do dự đem ba đầu ấu sư ra, tiểu ma nữ tức giận nhìn Tiêu Phàm, mém chút thì chửi ầm lên. Bất quá cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống, bởi vì nàng cũng đã đột phá đến chiến sư cảnh đỉnh phong, cũng không thể chỉ dựa vào một chút linh nhũ này để đột phá tiếp. Nếu như không có Tiêu Phàm, đừng nói đột phá, cho dù trong thời gian ngắn có thể khôi phục thương thế nhưng cũng không thể đột phá được, hơn nữa trải qua linh nhũ tẩy lễ. Nếu nàng củng cố cảnh giới thì con đường tu luyện sau này của nàng sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chiến sư cảnh trung kỳ. Lúc này, Tiêu Phàm mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt kim quang, kích động tới cực điểm, sau đó đi ra linh nhũ chỉ nhìn về phía tuyết sư nói, đa tạ tiền bối. Giống, tuyết sư gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua ba con ấu sư. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào ba đầu ấu sư. Nhưng để hắn kinh ngạc là con ấu sư mà hắn cứu lại đột phá cảnh giới chiến sư, hơn nữa hình thể dài tới dài 2 mét, toàn thân tản mát ra một cỗ vương giả chi khí. Bất quá, điều này cũng không làm cho Tiêu Phàm quá kinh ngạc, ngũ giai hồn thú con vừa ra đời chính là cảnh giới chiến sĩ, qua linh nhũ tẩy lễ liền đột phá đến chiến sư cảnh cũng xem như bình thường. Làm hắn khiếp sợ nhất là, ấu sư kia toàn thân lông tóc vậy mà chóc ra. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên ngoài cơ thể nó mọc ra một bộ lông non vàng óng. Tiêu Phàm đại khái biết được ý của tuyết sư, gật gật đầu nói, ta thử một lần, bất quá có thể thành công hay không liền phải xem vận khí. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm cùng tuyết sư, không biết hai người đang muốn làm gì, tất nhiên nàng còn không có nhìn ra điều đặc thù của kim sắc ấu sư. Giống, tuyết sư gầm nhẹ, gật đầu nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đi đến bên người một đầu ấu sư. Sờ sờ đầu nó, bộ dạng ấu sư rất hưởng thụ, Tiêu Phàm điều động hồn lực trong cơ thể, bạch thạch tỏa ra quang mang nhàn nhạt, một cỗ lực lượng thần bí hướng về cơ thể ấu sư thẩm thấu vào. Tiểu ma nữ không biết cho nên chỉ có thể lẳng lặng đứng ở cách đó không xa chờ đợi. Sau một lát, sự tình quỷ dị liền phát sinh, chỉ thấy toàn thân ấu sư vậy mà cũng dần biến thành màu vàng nhạt. Tiêu Phàm thu hồi bàn tay, hắn có thể cảm ứng được quang mang bạch thạch bị giảm đi không ít. Bất quá trong lòng hắn lại vô cùng kích động, bạch thạch có thể làm cho hồn thú biến dị. Năng lực này quá khủng đi. Tiêu Phàm lại đi đến bên cạnh con ấu sư cuối cùng, dùng phương pháp tương tự giúp nó biến hóa, khi lông của ấu sư biến thành màu vàng thì cả người hắn cũng đến lúc hư thoát.
Để cho hồn thú biến dị không chỉ tiêu hao năng lượng của bạch thạch mà còn tiêu hao hồn lực vô cùng lớn. Tiền bối, đây đã là cực hạn. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, thiếu chút nữa thì ngã xuống, tiểu ma nữ vội vàng đỡ lấy hắn, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Giống, Tuyết Sư gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, lập tức đi đến một bên góc động quét một cái liền xuất hiện một tảng đá lấp léo nhiều màu sắc. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, không ngờ tất cả cái này đều là hồn tinh, hơn nữa có mấy khỏa hồn tinh tứ giai, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp nắm lên một viên liền bắt đầu thôn phệ luyện hóa, khôi phục hồn lực. Khi Tiêu Phàm bọn hắn ra khỏi sơn động đã là một ngày sau đó, tu vi Tiêu Phàm triệt để ổn định tại chiến sư trung kỳ, trên người hắn còn một vài viên hồn tinh tứ giai không nỡ dùng, Tiêu Phàm còn phải dựa vào nó để đột phá a. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm hướng về phía Tuyết Sư hơi hơi chắp tay nói. Giống, Tuyết Sư gật gật đầu, nhìn thật sâu vào Tiêu Phàm, sau đó đem con ấu sư lúc trước được Tiêu Phàm cứu đẩy lên trước người hắn, làm hắn há hốc mồm. Ấu sư lập tức không ngừng gào thét, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nó không biết tại sao mẫu thân của nó lại đuổi nó đi. Đồng dạng, Tuyết Sư cũng gầm thét không thôi, trong mắt lại là lộ ra sự kiên quyết, tiếng gầm của ấu sư có chút thê lương, lúc này, Tuyết Sư mang theo hai con ấu sư còn lại dần biến mất trong tầm mắt của bọn hắn. Tiêu Phàm ngốc trệ tại chỗ, hắn sao lại không biết ý của Tuyết Sư, đây là để cho ấu sư cùng hắn rời khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch. Đồ lưu manh, vận khí ngươi tốt thật đấy, Tuyết Sư lại yên tâm đem con nàng giao cho ngươi. Tiểu ma nữ trong mắt rất là hâm mộ, Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn biết rõ, Tuyết Sư giao ấu sư cho bản thân. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là báo ân mà là coi trọng một đồ vật trên người của hắn, chính là bạch thạch. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn Tuyết Sư mang theo con nó tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, thẳng đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt thì tâm thần của Tiêu Phàm mới bắt đầu thu liễm lại. Hắn cúi đầu nhìn ấu sư đang gầm nhẹ, nói, ngươi có nguyện ý đi theo ta không? Nếu như không nguyện ý vậy liền lưu tại dãy núi này, nếu như nguyện ý, sau này ngươi chính là bằng của hữu Tiêu Phàm ta. Tiêu Phàm sờ sờ đầu của ấu sư, qua một ngày thì lông nó cũng dài ra không ít, không còn xấu xí như trước nữa. Giống, ấu sư gầm nhẹ gật gật đầu, đầu thân mật cọ lên đùi Tiêu Phàm. Vậy liền cùng ta rời đi đi, ta có cơm ăn thì ngươi cũng có canh húp, từ hôm nay ta liền gọi ngươi là Tiểu Kim. Tiêu Phàm cười nói, trong lòng cũng là vô cùng sảng khoái. Hắn rất chờ mong. Một đầu ngũ giai hồn thú biến dị trong tương lai sẽ trưởng thành tới cấp độ như thế nào? Ấu sư thu liếm tâm tình buồn thương, phủ phục tại trước mặt Tiêu Phàm, Tiêu Phàm do dự một cái vẫn xoay người ngồi đi lên, sau đó hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa phóng. Đồ lưu manh, thối sư tử, chờ ta một chút. Tiểu ma nữ tức giận dậm chân, ngực phập phồng lên xuống một mảnh tuyết bạch vô cùng sống động, sau đó chân đạp thân pháp chiến kỹ nhanh chóng đuổi theo. Hai người một sư tử lao nhanh giữa rừng núi, mục tiêu trực chỉ phương hướng Tiêu Thành, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một khí chất sắc bén, trầm ngâm nói, Tiêu gia, ta tới. Niên hội hàng năm của Tiêu gia rốt cục bắt đầu, phủ đệ Tiêu gia phi thường náo nhiệt, bóng người đông đúc, tất cả tu sĩ lịch luyện bên ngoài để trở về gia tộc. Tất cả mọi người đều ma quyền sát trưởng, người người kích động, một năm qua tất cả mọi người đều cố gắng tu luyện không phải vì muốn nở mày nở mặt ở niên hội gia tộc sao. Nghe nói đại thiếu gia đã đột phá đến chiến sĩ đỉnh phong, thậm chí có khả năng đột phá chiến sư sơ kỳ, xem ra quán quân niên hội năm nay lại là đại thiếu gia rồi. Vậy cũng không nhất định, các ngươi chẳng lẽ quên một người. 3 năm trước nàng rời khỏi Tiêu Thành để đến Yến Thành tu luyện, nghe nói niên hội lần này nàng cũng phải trở về, hơn nữa, nghe nói nàng đã sớm đột phá đến chiến sư cảnh. Ngươi là nói đại tiểu thư Tiêu U. Thiên phú đại tiểu thư cũng không yếu hơn đại thiếu gia a, hơn nữa còn có tứ phẩm chiến hồn, băng xương kiếm, xem ra niên hội lần này sẽ rất thú vị a. Đâu chỉ thú vị, ta nghe nói chỉ cần Tiêu Phàm dám lên chiến đài, đại thiếu gia sẽ đánh gãy hai chân hắn để hắn sống suốt quãng đời còn lại ở tên giường, đến lúc đó, cho dù gia chủ cũng không thể nói gì. Bên trong Tiêu phủ nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều rất mong chờ vào niên hội lần này. Lúc này ở bên ngoài phủ đệ Tiêu gia, năm thất kim thương lang mang theo từng đợt gió lốc mà đến, cao 2 mét dài 4 mét, kim thương lang cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác, đây chính là hồn thú tam giai đỉnh phong A, nhưng giờ phút này cũng chỉ là làm tọa kỵ. Trên lưng con kim thương lang dẫn đầu chính là một nữ tử tịnh lệ xinh đẹp,
một thân kim sắc phượng vĩ đuôi phượng váy dài, làm cho nàng trở nên cao quý vô cùng, giống như tiên nữ dáng phàm vậy. Trên mặt nàng ngạo nghễ, còn người băng lãnh không nhìn ai, khống chế kim thương lang rong ruổi mà đi. Đại tiểu thư, Tiêu gia gác cổng cung cung kính kính kêu lên, cho dù đối đãi với Tiêu Thiên cũng không có khách khí như thế, ánh mắt bọn hắn thậm chí cũng không dám nhìn thẳng nữ tử, rất hiển nhiên nữ tử này chính là Tiêu U trở về từ Yến Thành. Tiêu U nhìn không chớp mắt, trực tiếp cưỡi kim thương lang đi vào đại môn Tiêu phủ, cao ngạo giống như công chúa, bốn người sau lưng cũng theo sát tiến vào Tiêu phủ, về phần những hạ nhân Tiêu gia đó, Tiêu U đều không nhìn một cái. Đại tiểu thư càng hơn trước kia, quán quân niên hội lần này không phải đại tiểu thư thì còn là ai? Một tên thủ vệ ánh mắt nhìn qua Tiêu U cảm khái nói, một tên thủ vệ khác cũng không nhìn được gật gật đầu. Tiêu gia luyện võ chàng đều đã kín hết chỗ, tại trung ương luyện võ chàng có 10 cái bệ đá tỉ võ, trên bệ đá đứng đầy con cháu Tiêu gia. Hôm nay chính là niên hội Tiêu gia, trong lòng tất cả mọi người đều có hơi kích động, chuẩn bị đại triển quyền cước, đạt được sự tán thành của cao tầng gia tộc. Đúng lúc này, Tiêu U năm người cưỡi kim thương lang rong ruổi mà tới, khí tức cường đại dọa đám người Tiêu gia nhao nhao tránh ra một con đường, phần lớn ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Tiêu U đang dẫn đầu. Tiêu Thiên trong đám người hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, trong lòng trầm giọng nói, Tiêu U, ngươi lại còn dám trở về. Mặc dù đại bộ phận ánh mắt nhìn về phía Tiêu U đều tràn ngập vẻ kính sợ, nhưng một ít cao tầng Tiêu gia lại mặt lộ thần sắc băng lãnh, có mấy người thậm chí mém chút xông lên, hận không thể đem Tiêu U chém thành tám khối, đương nhiên, vĩnh viễn đều không thiếu người cười trên nỗi đau của người khác. Gia chủ đến, theo một tiếng quát chói tai, một lão giả sắc mặt uy nghiêm, tóc mai điểm bạc từ diễn võ chàng đi tới, trực tiếp hướng về đài cao mà đến, lão giả chính là Tiêu gia gia chủ Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên xuất hiện, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tiêu Hạo Thiên đi đến chỗ ngồi ở trung ương đài cao nhất, dư quang quét về hướng Tiêu U, vừa nhìn về phía nam tử trung niên hắc y bên cạnh, thản nhiên nói, nếu đều đến, vậy thì bắt đầu đi. Niên hội, đây là truyền thống của đại bộ phận các dòng họ trên chiến hồn đại lục, kỳ thật chính là khảo nghiệm tu vi đệ tử gia tộc, xem trong vòng một năm tiến bộ bao nhiêu. Dù sao thì thế hệ trẻ chính là hy vọng của gia tộc, hơn nữa, niên hội này cũng có tác dụng giám sát. Đối với những đệ tử ưu tú trong gia tộc thì sẽ đặc biệt bồi dưỡng cùng cung cấp những tài nguyên cần thiết khác. Mà nội dung niên hội dĩ nhiên là thực chiến, chỉ có bên trong thực chiến mới có thể chân chính kiểm tra ra thực lực một người. Nam tử trung niên áo đen gật gật đầu, cất cao giọng nói, quy củ của niên hội vẫn như những năm qua, vòng thứ nhất thủ chiến đài, trong luyện võ trường có 16 cái chiến đài, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa chiến đài. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng liền có thể tiến vào vòng trong. Vừa dứt lời, các đệ tử Tiêu gia đều nhao nhao hướng về 16 cái chiến đài đi đến, Tiêu gia niên hội chính thức bắt đầu. Phía trên 16 cái chiến đài rất nhanh đã xuất hiện 100 tên đệ tử Tiêu gia, điều quỷ dị là trên 2 cái chiến đài còn lại chỉ có 2 người, đó là Tiêu Thiên và Tiêu U. Đám đệ tử Tiêu gia dường như ai cũng không muốn xung đột với 2 người kia. Vòng thứ nhất chỉ có 16 người có tấn cấp, mấy tên kia thực lực cường đại, khiêu chiến cùng bọn họ giống như tự rước lấy nhục. Không hề nghi ngờ, Tiêu Thiên cùng Tiêu U chính là một trong những đệ tử mạnh nhất ở Tiêu gia, đám người tránh không kịp, lại càng không cần phải nói đến xuất thủ. Sau khi lựa chọn chiến đài thì không thể thay đổi, các ngươi xác định chưa? Đen nam tử trung niên âm thanh ngưng trọng nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu U lúc, sâu trong đáy mắt đảo qua một vòng lãnh quang. Đám người gật gật đầu, không ai có hành động gì, còn người Tiêu Thiên sắc bén nhìn vào đám người như muốn tìm kiếm gì đó. Phế vật kia thật đúng là không có gan, vậy mà không dám tới. Nhất định là không dám tới, đại thiếu gia đã nói nếu hắn dám đến sẽ đánh gãy chân hắn, cho dù ta cũng không dám đến tìm chết. Đám người nghị luận không kiêng nể gì, phần lớn mọi người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Chậm đã, còn có ta. Đột nhiên. Một tiếng quát trung khí 10 phần từ đại môn luyện võ trường truyền đến, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy hai đạo thân ảnh chật vật chạy vội tới, phía sau hai người còn có một đầu sư tử nhỏ lớn 2 mét. À, lại là đệ nhất phế, hắn thực đến. Hơn nữa còn mang theo một tên tiểu ăn mày cùng một đầu xúc sinh rụng lông, ha ha, thực có can đảm đi tìm cái chết a. Đúng thực sự là người tụ theo loại, vật phân theo bầy a,
hai người một thú này xem ra chính là người một nhà. Gì thế này, hắn thật sự dám tham gia niên hội. Chiến hồn của hắn không phải mới vừa mới thức tỉnh sao? Đám người nhận ra lập tức ha ha cười, bên trong lời nói đều đầy châm chọc. Người tới chính là Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ và Ấu Sư Tiểu Kim, ba người toàn lực từ bên trong Lạc Nhật Sơn mạch chạy tới nơi này, y phục trên người sớm đã rách mướp, đầu tóc rối bời nhìn qua vô cùng bẩn, xác thực cùng Tiểu Ăn Mày không khác nhau chút nào. Tiểu Ma Nữ nghe được bốn phía tiếng giễu cợt, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát, bất quá lại bị ánh mắt Tiêu Phàm ngăn lại, Tiểu Kim phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ta hình như không có tới trễ a. Tiêu Phàm cười cười, ánh mắt nhìn về hướng tỷ thí đài nói. Phế, Tiêu Phàm, người khẳng định muốn tham gia niên hội. Nam tử trung niên cau mày một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, ánh mang hướng về phía Tiêu Hạo Nhiên. Ánh mắt Tiêu Hạo Thiên rất bình tĩnh, nhàn nhạt đánh giá Tiêu Phàm, nhưng làm cho hắn thất vọng là Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ dị thường gì, vẫn như cũ như là người bình thường. Ta xác định, Tiêu Phàm ánh mắt vô cùng kiên định. Tùy tiện lựa chọn một cái chiến đài a. Áo bào đen nam tử trung niên hơi mất kiên nhẫn, thầm nghĩ trong lòng, đã ngươi tự tìm cái chết, TH cũng đừng trách người khác a. Tiêu Phàm, đi lên đây, ta cam đoan sẽ không đánh gãy hai chân ngươi. Lúc này một đạo âm thanh bá đạo lạnh lùng vang lên. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Tiêu Thiên, Tiêu Hạo Thiên cau mày một cái, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Mà mấy vị trưởng lão bên cạnh hắn lại đang cười trên nỗi đau của người khác, giống như đã sớm biết chuyện này xảy ra. Tam đệ, ngươi không dám lên sao? Ngươi yên tâm, một chút nữa ta sẽ chấp ngươi hai tay, tới điểm là dừng thôi. Thấy Tiêu Phàm bất phi sở động, Tiêu Thiên lập tức cười lên, cười cực kỳ sán lạn, trong lòng lại bổ sung một câu, đến điểm là dừng, nhưng có thể phát sinh điểm ngoài ý muốn a. Làm sao? Là đệ tử Tiêu gia ta ngay cả chút dũng khí này cũng không có sao. Nếu là ta thì đã sớm tự vẫn cho rồi, cùng là ngươi Tiêu gia ta cảm thấy thực sự hổ thẹn. Nghe được lời chào phúng từ bốn phía, Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi, nếu là lúc trước thì hắn có lẽ không thể chịu được cái trò khích tướng này rồi. Tiểu ma nữ một bên lộ ra vẻ cổ quái, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Làm sao một chút chiến sĩ, thậm chí chiến linh tu sĩ đều không đem hắn để vào mắt? Dám mở miệng châm chọc hắn. Đại ca, người có cần phải bức người đến thế không? Người nắm giữ tứ phẩm chiến hồn, tam đệ một tháng trước mới thức tỉnh chiến hồn làm sao là đối thủ của ngươi? Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị hướng về phía tỷ thí đài của Tiêu Thiên, thì một đạo âm thanh vang lên. Tiêu Phàm dừng bước quay người nhìn lại thấy một thanh niên áo xám gầy gò đang đứng ở mép tỷ thí đài, thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt kia lại thanh tĩnh đến cực điểm. Nhị ca, Tiêu Phàm trong lòng có chút ấm áp, thanh niên áo xám bên trong dòng chính xếp hàng thứ hai chính là Tiêu gia Tiêu Hàn. Tiêu Hàn và Tiêu Thiên là huynh đệ cùng cha khác mẹ, chỉ là Tiêu Hàn từ nhỏ cơ thể đã nhiều bệnh tật, nhưng một thân tu vi cũng không yếu, hắn thức tỉnh tam phẩm chiến hồn hiện tại đã là chiến sĩ trung kỳ, đây là kết quả do hắn nỗ lực hết mình. Nếu nói trong Tiêu gia người nào đối với hắn tốt nhất vậy không ai khác ngoài Tiêu Hàn. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Tiêu Hàn, cuối cùng vẫn từng bước một hướng về tỷ thí đài Tiêu Thiên đi đến. Tam đệ, Tiêu Hàn biến sắc. Nhị ca, cảm ơn ngươi. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, nhảy lên giống như là viên hầu xuất hiện phía trên chiến đài, động tác nước chảy mây trôi. Tiêu Thiên nhìn Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia quang mang lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía nam tử trung niên nói, nhị trưởng lão, nếu như tam đệ xảy ra chuyện ngoài muốn thì thế nào? Bên trong chiến đấu bị tổn thương là chuyện bình thường, ngữ khí nhị trưởng lão thập phần bình thản, lại là ngầm đồng ý hành động của Tiêu Thiên. Vậy là tốt rồi, chiến hồn của tam đệ vừa mới thức tỉnh, ta sợ vạn nhất tổn thương tính mạng hắn. Tiêu Thiên tà tà cười một tiếng, sát khí lộ ra. Ngươi nói nhảm quá nhiều, Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, ngay lúc Tiêu Thiên nổi giận thì hắn quay người nhìn về phía nhị trưởng lão trên đài hội nghị, cười lạnh nói, nhị trưởng lão. Dựa theo quy củ niên hội, trong lúc tỷ thí luận bàn những người khác không được nhúng tay. Nhị trưởng lão nao nao, trong lúc nhất thời không minh bạch ý Tiêu Phàm, bất quá vẫn gật đầu nói, không sai, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay, cho đến khi trên đài chỉ còn một người. Tốt, ngay tại đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng kinh ngạc thời khắc, Tiêu Phàm lại là cười một tiếng, lạnh lùng nói, vậy ta liền yên tâm,
qua đây, ta sẽ phế hai chân ngươi. Đám người nghe vậy sững sờ, tiếp theo ha ha cười ha hả. Một tên phế vật 9 năm lại muốn cắt hai chân thiên tài. Đây không là trò hề sao? Đám người tựa như nghe được thiên đại thiếu thoại, rất nhiều người cười không ngậm miệng được, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai cùng chế giễu. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đánh gãy hai chân ta? Tiêu Thiên hai tay ôm ở trước ngực, hiển nhiên không đem Tiêu Phàm để vào trong mắt. Lời nói còn chưa dứt thì một bóng người trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước người hắn, Tiêu Thiên biến sắc, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tốc độ bóng người kia quá nhanh không thể tránh, một quyền trực tiếp đánh vào ngực của hắn, thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, Tiêu Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Vào một giây này, tiếng cười của đám người cũng đột nhiên dừng lại, sắc mặt cứng đờ, kinh hãi nhìn bóng người như thiểm điện kia, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Trong mắt đám người đều là vẻ khó tin, tốc độ của Tiêu Phàm vừa rồi thật không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, hắn làm sao lại nhanh như vậy, ta nhất định là đang nằm mơ. Tiêu Thiên kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, bỗng nhiên lắc đầu mấy cái, bất quá đau nhức kịch liệt trên ngực nói cho hắn biết hiện tại chính là sự thật. Nhưng Tiêu Phàm làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Thiên, vung một cước xé gió hướng về Tiêu Thiên. Dừng tay, đột nhiên nhị trưởng lão trên đài cao kêu to, hắn cũng bị một màn vừa rồi làm cho chấn kinh, phẫn nộ quát tuổi còn nhỏ mà đã biết đánh lén, khi lớn lên còn trở thành như thế nào. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không để ý đến hắn, tốc độ ngày càng tăng, một cước đá vào đùi Tiêu Thiên, hư không mang theo một cỗ phong minh. Kim cương cước, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới là kim cương cước chân chính. Tiêu Thiên cười lạnh không thôi, lần này hắn có chuẩn bị, căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong lòng. Trong phút chốc, hắn cũng đồng dạng một cước quét ra, hư không tản mát ra từng đợt quang mang kim sắc cùng tiếng nổ đùng đoàng chói tai. Phế vật này dám cùng Tiêu đại ca so nhị phẩm chiến kỹ kim cương cước. Thực sự là tự tìm cái chết, kim cương cước của Tiêu đại ca đã luyện đến đệ nhị trọng, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến tầng thứ ba. Trong đám người có người khinh thường nói, răng rắc, lại một trận âm thanh tiếng xương gãy vang lên, kế tiếp, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy đột nhiên trên mặt Tiêu Thiên lộ ra vẻ thống khổ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Quỳ xuống cũng vô dụng. Ngươi không phải nói muốn chấp ta hai tay sao? Ngươi còn muốn phế hai chân ta? Hôm nay, ta thành toàn cho ngươi. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, một màn một tháng trước hắn vẫn nhớ kỹ, ngay trước mặt nhiều người như vậy làm nhục bản thân không nói, lại còn nói muốn phế hai chân mình. Ngươi đờ bất nhân vậy đừng trách Tiêu Phàm ta bất nghĩa. Đám người tất cả đều trợn tròn mắt, Tiêu Thiên kim cương cước tu luyện đến đệ nhị trọng lại bị Tiêu Phàm đá gãy xương. Thực lực Tiêu Phàm kia lại cường đại như vậy. Tiêu U mị mị hai mắt, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh. Phế vật, ta muốn giết ngươi. Tiêu Thiên rốt cục triệt để nổi giận, giống ra, sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một đầu bạch sắc hư ảnh to lớn, chính là tứ phẩm chiến hồn, Truy Phong Lang. Hồn lực cuồn cuộn xuất hiện, khí thế Tiêu Thiên tăng tới cực điểm, thân thể bỗng nhiên đánh về phía ngực Tiêu Phàm. Chiến sư cảnh. Tiêu Thiên quả nhiên không hổ là Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Trên đài hội nghị, một vài Tiêu gia trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hiện tại niên hội chính thức bắt đầu, nhị trưởng lão nhìn thấy nắm đấm Tiêu Thiên trong nháy mắt sắp oanh trúng Tiêu Phàm, vội vàng hét to nói, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Gần như đồng thời, người trên 15 tòa chiến đài khác lấy lại tinh thần, nhao nhao đề phòng nhìn xem bốn phía, bất quá, rất nhiều người vẫn không có xuất thủ. Ngược lại nhìn về phía vị trí chiến đài của Tiêu Phàm cùng Tiêu Thiên. Quả nhiên, có một người cha tốt quả là không tệ. Tiêu Phàm giữ tợn cười một tiếng, lạnh lùng nhìn nhị trưởng lão, vừa nãy bản thân chiếm thượng phong, hắn bảo dừng tay, mà hiện tại nhìn thấy một quyền Tiêu Thiên muốn đánh chúng mình, nhị trưởng lão lại vội vàng tuyên bố tỷ thí chính thức bắt đầu, cái này không phải là muốn dồn ta vào chỗ chết sao? Hô, đột nhiên thân hình Tiêu Phàm lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Tiêu Thiên, nhị phẩm chiến kỹ, phá lãng thủ quét ngang ra, Tiêu Thiên kêu thảm một tiếng ngã xuống. Nhị phẩm chiến kỹ, mê tung bộ đệ tứ trọng, tốc độ thật nhanh, như vậy mà cũng tránh được. Đám người mặt không thể tin nhìn Tiêu Phàm, chỉ mới qua bao lâu, Tiêu Phàm từ một tên phế vật trở mình liền biến thành thiên tài. Trong mắt Tiêu Hạo Thiên tràn ngập kinh hãi, cho đến hiện tại hắn đều lấy thực lực để áp chế đám người trong gia tộc muốn đối phó với Tiêu Phàm.
những người không muốn phân phối tài nguyên tu luyện cho Tiêu Phàm. Trong lòng hắn một mực ôm hy vọng Tiêu Phàm không phải là phế nhân, hy vọng hắn có một ngày thức tỉnh chiến hồn, mặc dù một ngày này tới hơi trễ nhưng rốt cục đã đến. Tiêu Thiên chật vật xoay người đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt huyết hồng, giống như một đầu cuồng thú thị huyết, trong mắt người khác là chấn kinh, mà trong mắt của hắn lại là xấu hổ cùng phẫn nộ. Trước đó, hắn đã nói như đinh đóng cột rằng hắn muốn phế hai chân Tiêu Phàm, nhưng hiện tại thì như thế nào, ngay cả thân thể của Tiêu Phàm còn không thể động đến. Hắn chính là chiến sư Eskia, đây thật sự là tên phế vật 9 năm qua sao? Hay là hắn vẫn luôn ẩn nhẫn trong suốt thời gian qua? Nếu như hắn thực sự ẩn nhẫn thì không phải rất đáng sợ sao? Tiêu Thiên ngửa mặt lên trời thét lớn, gân xanh trên trán run run như tiểu trùng ngọa nguậy, lần nữa điên cuồng đánh đến Tiêu Phàm, ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn hiện tại chính là phải giết chết Tiêu Phàm. Mình là thiên tài của Tiêu gia, cho dù có giết hắn thì cũng không ai tìm mình vấn tội. Nhìn Tiêu Thiên điên cuồng lao tới, hai mắt Tiêu Phàm lạnh lùng, hồn lực toàn thân phát ra, khí thế trong nháy mắt tăng lên chiến sư sơ kỳ, trước mắt của mọi người liền cứng đối cứng với Tiêu Thiên. Liệt hổ quyền, Tiêu Thiên gầm thét, tứ phẩm chiến hồn, truy phong lang gào thét mà tới, quyền ảnh cương mãnh mang theo âm thanh xé gió xuất ra. Tam phẩm chiến kỹ sao? Tiêu Phàm nheo hai mắt, trong đầu hắn từng hình ảnh quyền thức hiện lên, tất cả đều là những chiến kỹ mà hắn đã luyện đến đỉnh phong. Đột nhiên, thân hình hắn khẽ động, một quyền dung hợp giữa sức mạnh và tốc độ xuất ra. Một tiếng nổ vang, Tiêu Thiên liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà Tiêu Phàm lại đứng tại nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu hiện ra từng đạo hình ảnh, đó chính là quyền pháp chiến kỹ trước đó hắn học qua. Đúng lúc này từ trên ngực hắn truyền đến một cảm giác nóng nóng, Tiêu Phàm lấy tay sờ lấy ngực, đấy là chỗ hắn cất vô tận chiến điển. Trong một sát na, tựa như vô tận chiến điển đem mấy loại quyền pháp dung hợp làm một, hóa phức tạp thành đơn giản, dung hợp hoàn mỹ đủ loại ưu thế. Tiêu Phàm hít sâu, trong lòng nhấc lên sóng gió to lớn. Hắn không phải kinh ngạc bản thân mình đánh bại Tiêu Thiên, bởi vì điều này nằm trong dự liệu của hắn. Mà hiện tại hắn đang nghĩ đến diệu dụng của vô tận chiến điển, hắn muốn kiểm tra lại một lần nữa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa động, lần này hai tay hắn ngưng tụ thành kiếm chỉ, đồng thời trong đầu hiện ra những chiến kỹ kiếm pháp mà mình từng luyện. Sau một khắc, khí thế Tiêu Phàm đại biến, cả người giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm hướng Tiêu Thiên phóng tới. Dừng tay, nhị trưởng lão giận dữ, thi triển thân pháp chiến kỹ từ đài cao vọt lên như là chuồn chuồn lướt nước. Lách mình xuất hiện ở phía trên chiến đài. Tại thời khắc Tiêu Phàm một kiếm đánh xuống, nhị trưởng lão đã che trước người Tiêu Thiên. Chảm, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hồn lực cuồn cuộn tại hư không ngưng tụ thành kiếm ảnh chém thẳng vào nhị trưởng lão. Phong nhận chảm, nhị trưởng lão gào thét một tiếng, kiếm ảnh kia làm cho hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, hắn không thể không triệu hồi ra chiến hồn tam phẩm. Phong nhận báo, đồng thời cũng thi triển ra tam phẩm chiến kỹ để ngăn một kích kia của Tiêu Phàm. Phong nhận sắc bén đến cực điểm gào thét cùng kiếm ảnh của Tiêu Phàm va chạm vào nhau. Nhưng để mọi người hoảng sợ chính là phong nhận sắc bén kia hoàn toàn bị đánh tan, hai người nhị trưởng lão và Tiêu Thiên đều bị phản chấn bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một kiếm thật mạnh, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, nhị trưởng lão là chiến sư đỉnh phong lại bị Tiêu Phàm đánh bại. Tiêu gia cao tầng các trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi, vô tận chiến điển, vậy mà có thể dung hợp các chiến kỹ khác, hình thành một chiến kỹ mới. Vừa rồi mấy loại chiến kỹ nhị phẩm quyền pháp dung hợp thành một loại tam phẩm quyền pháp chiến kỹ, hiện tại dùng 7-8 loại chiến kỹ nhị phẩm kiếm pháp cũng có thể dung hợp thành chiến kỹ tam phẩm kiếm pháp. Vậy có phải chỉ cần dung hợp mấy loại tam phẩm chiến kỹ liền sẽ trở thành tứ phẩm chiến kỹ? Vừa nghĩ đến đó trong lòng Tiêu Phàm kích động không thôi, trước đó hắn còn không để ý đến vô tận chiến điển, nhưng hiện tại hắn xem vô tận chiến điển như bảo bối. Trong luyện võ trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Tiêu Phàm tựa như nhìn một tên yêu nghiệt, sau nửa ngày, đám người này hoàn toàn sôi trào lên. Làm sao có thể, Tiêu Phàm lại là chiến sư cảnh? Không phải một tháng trước hắn chỉ mới thức tỉnh chiến hồn thôi sao? Chẳng lẽ hắn một mực ẩn nhẫn, chỉ chờ đến hôm nay bộc phát? Ẩn nhẫn, lại làm sao có thể ẩn nhẫn 9 năm, nhất định là hắn đột phá trong vòng một tháng,
một tháng liền đột phá đến chiến sư sơ kỳ, điều này cũng quá khủng bố đi. Chiến sư sơ kỳ, các ngươi cho rằng chiến sư sơ kỳ có thể đánh bại chiến sư đỉnh phong sao? Đám người mắt trợn tròn, Tiêu gia một đám trưởng lão cũng há hốc mồm, một tên phế vật đánh bại thiên tài, đơn giản là quá sức tưởng tượng, nhưng sự việc hy hữu kia hôm nay lại diễn ra trước mắt bọn hắn. Thậm chí ngay cả nhị trưởng lão chiến sư đỉnh phong cũng không phải đối thủ của Tiêu Phàm, bị Tiêu Phàm một kiếm đánh bay. Những tên trước đó trêu chọc Tiêu Phàm hiện tại hận không tìm được cái lỗ nào đó để chui vào, nếu như Tiêu Phàm là phế vật vậy bọn hắn há không phải ngay cả phế vật cũng không bằng. Tự cao tự đại cho rằng mình là thiên tài, cảm giác bị người khác giẫm dưới chân thế nào. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường lạnh lùng nhìn hai phụ tử Tiêu Thiên cùng nhị trưởng lão đang nằm trên mặt đất. Phốc, Tiêu Thiên tức giận hộc máu, mém chút đã hôn mê. Nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, sát cơ lộ ra, bất quá giờ phút này hắn quả thực không dám nói một lời, ánh mắt Tiêu Phàm quá là đáng sợ. Một kiếm vừa rồi đã chấn hắn bị thương, vạn nhất đây chưa phải là cực hạn của Tiêu Phàm thì sao? Phế vật, không chịu nổi một kích, Tiêu Phàm lạnh giọng một tiếng, một mình từ từ đi xuống tỉ thí đài, hắn cũng không thèm nhìn phụ tử Tiêu Thiên một cái. Bình thường hai cha con này đối hắn đều chua ngoa khắc nghiệt. Nếu như không phải xem mặt mũi Tiêu Hàn thì Tiêu Phàm làm sao có thể tùy tiện buông tha hai người, ít nhất hắn cũng muốn phế đôi chân của Tiêu Thiên. Tiêu Thiên tức giận sắc mặt trắng bệch, hắn lại bị một tên phế vật gọi là phế vật. Đây không phải nói hắn ngay cả phế vật cũng không bằng sao. Tỉ thí đài số 1, Tiêu Phàm thắng. Theo một đạo thanh âm vang lên, người thứ nhất trong danh sách vào vòng trong xuất hiện, ai cũng không thể ngờ người thứ nhất thắng lại là Tiêu Phàm. Nhị trưởng lão đã thụ thương, niên hội tạm thời do tam trưởng lão chủ trì, tam trưởng lão nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm đi xuống chiến đài, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đồ lưu manh, không tệ, rốt cục ngươi cũng thắng. Tiểu ma nữ cười hì hì, một bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, con ngươi thỉnh thoảng đảo qua Tiêu U, hắn cũng đã nghe được một chút sự tình của Tiêu U, nghe đồn là nữ nhi do nhị trưởng lão thu dưỡng. Coi như là tỷ tỷ của Tiêu Thiên cùng Tiêu Hàn. 3 năm trước, Tiêu U ăn cắp một viên hồn tinh ngũ giai cùng một khỏa thiên niên huyết sâm của gia tộc rồi đào tẩu, Tiêu gia phái người truy sát, cuối cùng Tiêu U được một đệ tử từ một đại gia tộc ở Vương Đô Yến Thành tại Đại Yên Vương Triều cứu đi. Tiêu gia không dám đắc tội gia tộc kia cũng không muốn mất đi thể diện nên thông báo ra ngoài là để cho Tiêu U đến Yến Thành tu luyện. Chỉ là hắn cũng không ngờ tới. Hôm nay Tiêu U vậy mà mang theo 4 người trở lại nơi này, hơn nữa khí tức 4 người kia rõ ràng còn mạnh hơn so với nhị trưởng lão. Nhìn thấy Tiêu Phàm đang dò xét đám người Tiêu U, tiểu ma nữ mở miệng nói, đồ lưu manh, mấy người kia có vẻ như lai giả bất thiện, người tới không có ý tốt à. Ngươi biết bọn chúng, Tiêu Phàm nhẹ giọng hỏi, mày cao lên, mấy người kia thì ta không biết, nhưng tam giai hồn thú kim thương lang này hẳn là tòa kỵ chuyên dụng của hoàng gia tại Yến Thành. Tiểu ma nữ nói ra, bất quá hoàng gia trong lời nói của nàng lại không chút kiêng kỵ này. Yến Thành, hoàng gia, xem ra trò hay mới vừa mới bắt đầu à. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên Tiêu U dựa vào hoàng gia chống lưng phía sau, về phần tại sao nàng lại trở về Tiêu Thành thì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thời gian một nén nhang, danh sách 16 người thông quan cũng đã xuất hiện, 16 người đều có tu vi từ chiến sĩ trở lên. Vòng thứ 2 tỉ thí tổng cộng chia làm 4 tổ, mỗi một tổ 4 người, mỗi người cùng với 3 người còn lại so đấu, ai có nhiều chiến thắng nhiều hơn sẽ tấn cấp vào vòng trong. Tiêu Phàm bị phân vào tổ thứ nhất, cùng một tổ với hắn còn có Tiêu Hàn, Tiêu Vũ cùng Tiêu Mai, nghe tam trưởng lão công bố danh sách vòng thứ 2, nhị trưởng lão sầm mặt lại, nói Tiêu Ngạn, Tiêu Thiên con ta bại, ngươi lại đem Tiêu Hàn cùng Tiêu Phàm an bài cùng một tổ, đây là cố ý làm ta xấu mặt sao? Tam trưởng lão Tiêu Ngạn cười cười ra vẻ kinh ngạc nói, nhị trưởng lão, lời này của ngươi không đúng, tỉ thí vòng thứ 2 này là rút thăm phân tổ, cũng không phải cá nhân ta quyết định. Hừ, chuyện hôm nay Tiêu Văn ta nhớ kỹ, nhị trưởng lão lạnh lùng nói, cũng khó trách hắn tức giận như thế, con trai thiên tài của hắn bị phế vật Tiêu Phàm này đánh bại đã để hắn mất mặt. Nếu như Tiêu Hàn lại bại, đó há không phải nói nhi tử của Tiêu Văn hắn ngay cả phế vật cũng không bằng sao. Nhưng mà tam trưởng lão cũng không thèm nhìn hắn nữa, tiếp tục công bố tổ thứ nhất, Tiêu Phàm đối Tiêu Hàn, tổ thứ 2, Tiêu U đối Tiêu Chính, tổ thứ 3, Tiêu Ly đối Tiêu Nam,
Tổ thứ tư, Tiêu Hải đối Tiêu Đào đám người nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên, hai trận đầu nhất định cực kỳ hấp dẫn. Tiêu Phàm cùng Tiêu U, một người từng là phế vật, một người lại mới cường thế trở về, đao quang kiếm ảnh nhất định sẽ rất đặc sắc. Tổ thứ ba Tiêu Nam cùng Tiêu Ly, tổ thứ tư Tiêu Hải cùng Tiêu Đào, đều chỉ thiếu mỗi Tiêu gia tiểu thiên tài Tiêu Thiên mà thôi. Tám người nhao nhao đi đến tỷ thí đài, mọi người đều mong chờ một trận chiến của Tiêu U và Tiêu Phàm, bọn hắn rất muốn biết sau 3 năm, Tiêu U đã mạnh lên bao nhiêu, cũng rất muốn biết, phế vật Tiêu Phàm ra có thể đánh bại Tiêu Thiên, thực lực chân chính của hắn sẽ đến mức độ nào. Ta nhận thua, Tiêu Chính nhìn Tiêu U đối diện, rất thẳng thắn liền đi xuống tỷ thí đài. Tổ thứ hai, Tiêu U thắng. Tam trưởng lão Tiêu Ngạn cười nhạt một tiếng, dường như đây là kết quả hắn đã đoán trước được. Tiêu Hàn cười khổ nhìn Tiêu Phàm đang đứng trước mặt mình cười khổ, nói, tam đệ, không nghĩ tới người ẩn tàng sâu như vậy, để nhị ca phí công lo lắng rồi. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn không biết làm sao để giải thích, cũng không nhất định phải giải thích, tu vi của hắn hiện tại đúng là chiến sư, một trận chiến vừa rồi cũng đã chứng minh cho chiến lực của hắn. Ta không phải đối thủ của ngươi, ta nhận thua. Tiêu Hàn cười cười rất thoải mái đi xuống tỷ thí đài, thân thể lung lay tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tiêu Phàm nhìn qua bóng lưng Tiêu Hàn, không có mở miệng, bên trong Tiêu gia, hắn cũng chỉ có Tiêu Hàn là huynh đệ, cũng chính là nể tình Tiêu Hàn nên hắn mới không phế hai chân của Tiêu Thiên. Tổ thứ nhất, Tiêu Phàm thắng. Tam trưởng lão Tiêu Ngạn tà tà cười một tiếng tựa như âm mưu đã thực hiện được, trong lòng cười thầm nói, đánh bại thiên tài Tiêu Thiên. Chờ hắn gặp được Tiêu U tiểu thư liền biết cái gì gọi là thiên tài chân chính, phế vật vĩnh viễn chỉ là phế vật. Vòng thứ hai rất nhanh liền kết thúc, điều khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên là đối thủ nào gặp hắn cũng đều tự động nhận thua, việc này làm trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ đây chắc chắn là an bài của tam trưởng lão. Nhưng mục đích của hắn là gì? Chẳng biết tại sao trong lòng Tiêu Phàm có cảm giác rất bất an, hắn cảm giác niên hội lần này có chút không đúng. Không chỉ tràn ngập mùi thuốc súng mà ẩn ẩn trong đó còn có mùi vị âm mưu. Khi đến vòng thứ ba, danh sách bốn người kia tựa như làm cho hắn hiểu ra một thứ gì đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.